dây chừng. Ngày mai tiến đi bệnh viện. Nói gì thì nói chứ cứ tư tớ cứ nhìn thấy đứa mọi người tớ vẫn chút lên không hiểu vì sao. Vẫn cứ thích nhất là màu này. Nãy vô đòi cái Hải Phòng nó bảo chị ơi em chỉ còn có 69 nè. Bà ố về à? Không mình phải đọc thoại thôi không? Dạ em chào tất cả các chị. Hôm nay á lực bước lên cân được sau 2 ngày miệt mài ăn uống, hôm nay được 57,6 vừa ăn no các thứ. Sao ông Phê-rô cũng bảo chứ hôm qua mà đi lễ mặc quần tây đi béo lại. Mắt lại bắt cười quá trời. Ốm hả? Em đâu ốm đâu chị, em vẫn vậy mà. Đâu có ốm hơn đâu. Các chị ơi nhớ vô thì chia sẻ live stream cho em với nha các chị nha. Chia sẻ live stream cho em với. Trời ơi, bây giờ Facebook bóp tương tác dữ lắm mấy chị ơi. Có ai nói gì không? Alo, alo, sao máy của mình chẳng nhìn thấy ai nói gì vậy trời? Phấn đấu nha thím ơi. Vải em mặc hả chị? Vải em mặc là chất vải lụa hoa đám chị ơi. Vải em mặc là chất vải lụa hoa đám nha chị nha. Giá là 250.000 một áo. Địa chỉ may á, địa chỉ may thì các chị có thể nói cho nhân viên nhà em cho các chị số điện thoại để các chị liên hệ nhá. Bên em thì em may, em chỉ may hai thợ may thôi, là nhà may Phong Trần với lại là nhà may Tân Uyên thôi các chị. Váy em mặc là chất vải lụa hoa đán các chị ơi, giá là 250.000 một áo. ABC lúc trưa hả? ABC lúc trưa nhiều lắm, đâu biết mẫu nào bán đâu chị. Chưa em bán đến mấy mẫu em đâu biết chị mua mẫu nào đâu chị ơi. Các chị ơi, các chị chia sẻ live stream cho em nè, nhanh lên. Nhanh lên nè. Vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán, giá là 250.000 một áo. Siêu diamond hả? Siêu diamond còn nhưng mà màu trắng hình như em thấy nhân viên kho báo là hết màu trắng rồi chị ơi. Còn không thì các chị có thể mua lụa tây đô ấy, thì giá nó mềm hơn một chút xíu nha. Lụa tây đô thì bên em bán là 180.000 một áo ấy. Các chị hôm nay cũng có đủ màu đó các chị ơi. Đây nè cũng có nhiều màu đẹp lắm các chị. Nè có nhiều màu đẹp lắm.
đẹp xuất sắc luôn á, chất vải này mặc ai mặc được cũng mê luôn, mê tí color luôn. Chia sẻ livestream cho em với đi các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Đứng từ nay đến giờ mà mới có 300+ chị à? Ờ, tiền may ấy hả? Tiền may thì chị hỏi thợ may chứ em đâu biết tiền may bao nhiêu một bộ đâu. Em chỉ bán vải thôi các chị ơi. Vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán nha. Rồi cho cô mỗi một nói gì thì nói chứ vẫn mặc gấm mặc lụa mặc trơn là đẹp nhất. Không có cái vải gì que được nó thật sự luôn. Chứ còn các chị không biết các chị mặc cái gì thì em không biết, nhưng mà em thì em thấy là hầu như là tất cả những lúc nào mà em mặc mấy cái này là em thấy tự tin nhất cuộc đời luôn. Đây. Vải áo em mặc giá 100 về vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán nha các chị nha, giá là 250.000 một áo. Còn em đang cầm trên tay là chất vải lụa Tây Đô này các chị ơi, giá 180 nha các chị nha. Nói gì nói chứ mấy cái này mặc cứ đẹp và đỉnh mãi. Chả cần phải màu mè cầu kỳ gì hết. Còn nếu mà các chị thích hoa, em có hoa, có thiết kế rất là đẹp luôn. Chị nào lấy áo mẫu mặc comment giúp em vải áo mẫu mặc nha các chị ơi. Vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán các chị ơi, giá là 180.000 một áo. Ở ngoài đúng thật đúng là gọi là chuẩn hơn, chuẩn của chỉnh luôn á. Chị chụp mẫu gửi qua bên Messenger giùm em nha chị Phụ Nguyễn. Tay em đang cầm là chất vải lụa Tây Đô nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là Tây Đô đỏ đô, giá là 180.000 một áo. Em lên sơ test màu cho các chị, chị nào còn thiếu màu gì thì các chị lấy, còn không em quay vải khác ha. Hôm nay em có rất là nhiều đồ đẹp luôn, nhớ chia sẻ livestream cho em. Tây Đô đỏ đô nha các chị ơi, đồng giá hết 180.000 một áo nha. Đừng đừng lấy ra cháu mấy cái này ở đây có được rồi. Thế mà thiếu thì lấy trong đấy sau, đừng lôi ra nhiều là chút. Lôi ra nhiều tính rất chọn mệt lắm. Vải áo em mặc giá 250, chất vải là lụa hoa đán nha các chị nhé. Đỗ Vân Tây Đô đỏ đô. Thanh Trần vải áo mẫu mặc. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô xanh đen. Tây Đô đỏ đô còn đẹp lắm các chị. Đỏ đô này nha, em nói cho nghe nè. Đỏ đô này này các chị. Các chị mặc với lại quần màu này cho em không đẹp khỏi cần trả tiền luôn. Đây giống em đang mặc nè, nhưng mà có điều em mặc là mặc quần vải trơn, còn này các chị lấy nguyên bộ luôn. Nga Nguyễn vải áo mẫu mặc. Màu hồng này hồng dâu giống quần em mặc. Thanh Trần Tây Đô đỏ đô. Thơ Nguyễn Ngọc Tây Đô đỏ đô. Cái này các chị biết em có đủ màu luôn. Châu Huynh vải áo mẫu mặc. Còn em đang cầm trên tay là Tây Đô xanh bên đen. Bên em chốt đơn sẽ gọi điện cho chị nha chị Minh Thư. Tây Đô xanh đen các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt Tây Đô xanh đen cho em. Giá là 180.000 một áo. Đỏ rượu hả? Đỏ rượu em có một chất vải lụa trúc mai chị ơi. Tây Đô xanh đen không phải đen chị ơi. Tây Đô xanh đen em lên từng màu nhưng có khoảng chục màu á, không có ít màu đâu các chị. Phi Yến Tây Đô đỏ đô. Chị nào lấy thì các chị chốt Tây Đô xanh đen cho em. Và màu này các chị đắm cho em là Tây Đô hồng dâu nha, Tây Đô hồng dâu. Giá là 180.000 một áo nha các chị nha. Cực kỳ. Hòa Nguyễn Tây Đô đỏ đô. Tây Đô hồng dâu nha các chị nha. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô vàng. Tây Đô vàng cúc. Em cứ ướm đi, chị nào thiếu màu gì thì các chị bổ sung. Chứ cái này bán là nhiều lắm luôn rồi, xong qua vải khác cho nhanh nha. Nói gì thì nói chứ mấy cái này mặc vẫn cứ là mãi đỉnh nhất đây. Màu này các chị đắm cho em là Tây Đô vàng cúc nha các chị nha. Phi Yến Tây Đô hồng dâu. Hạnh Ngọc vải áo mẫu mặc. Cái màu xanh đen này mặc với quần này mà không đẹp hay sao mà chơi vậy. Tối nay Tây Đô hồng dâu. Sao chưa vậy? Nomi vải áo mẫu mặc. Vải áo em mặc là giá 250 các chị ơi. 250 một áo nha, chất vải là lụa hoa đán nha các chị nha. Xanh đen này mà mặc thử quần vàng này thử coi, trời ơi nhức nhối không tin. Nhà Lê Tây Đô vàng. Nhức nhối con tim đó. Châu Huynh Tây Đô vàng. Đàm Mỹ Ngọc Tây Đô xanh đen.
Lê Việt Tây Đô Vàng Phúc, Hoàng Thị Vui Tây Đô Vàng Phúc. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Không có lấy hẹn cho chị cũng được. Không thì tranh thủ xếp đi ngồi đây xếp hẹn cũng được, có xe đâu. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Hồng Cắn Sen nha các chị ơi. Tây Đô Hồng Cắn Sen nha. Còn tất cả hàng nhà em, nhà em tất cả hàng còn đủ màu hết. Mỗi màu em có số lượng. Các chị mua đồng phục em cũng có luôn nha. Số lượng đồng phục em cũng có luôn. Ví dụ các chị mua mỗi màu khoảng 500 éo thì em không có sẵn, nhưng mà khoảng 200 éo đổ xuống mỗi màu là em đều có sẵn đeo cho các chị hết. Minh Nguyệt Tây Đô Vàng Phúc, màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Hồng Cắn Sen nha các chị nha. Tây Đô Hồng Cắn Sen. Đàn hồng Tây Đô xanh đen. Quá là đẹp luôn á. Cái mẫu này này, cái màu này này mặc rất sang, rất chuẩn luôn. Và vải này ai mà đã mặc rồi là sẽ mặc hoài. Chưa có ai chê một nét nào hết đâu các chị. Em còn đi làm hàng thiết kế cho các chị lên nữa mà. Dạ có nha chị Nguyễn Lan. Tây Đô Hồng Cắn Sen nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt Tây Đô Hồng Cắn Sen. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Kim Thanh Tây Đô Đỏ Đô, Trần Phương Tây Đô Xanh Đen. 180.000 một áo Tây Đô Vàng. 180.000 một áo nha. 180.000 một áo. Còn mua riêng tính riêng giúp em. Nếu mà chị nào muốn may nguyên bộ mà bằng vải này luôn thì các chị vui lòng lấy giúp em là hai áo nha. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Xanh Lý. Đó em cứ ướm màu đi rồi các chị xem như thế nào thì các chị lấy nhá. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Nâu Tây nha. Tây Đô Nâu Tây. Tây Đô Xanh Đen. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Tây Đô Nâu Tây. Xanh đen đúng không? Dạ đẹp. Quá đẹp luôn. Không phải Tây Đô Hồng Cánh Sen nha Nguyễn. Tây Đô Hồng Cánh Sen. Ok chị Ceramic. Trần Bích Tây Đô Đỏ Đô hai áo. Màu này bên em gọi là Tây Đô Nâu Tây nha các chị nha. Mặc y chang như tơ tằm luôn á. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Xanh Lá. Em cứ lên màu đi rồi chị nào còn thiếu màu gì thì các Tây chị Đô nói. Vàng Cúc. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Xanh Lá. Và màu này thì các chị chốt cho em là Tây Đô okay, Đỏ chị Tươi Lan. Bích Trần Tây Đô Hồng Cánh Sen hai áo. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Đỏ Tươi nha các chị nha. Tây Đô Đỏ Tươi. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác với Hồng Tây Đô Hồng Cánh Sen hai áo. Ok chị Ceramic. Cái này hồi chiều chị thấy tụi nó có treo cái màu xanh cổ vịt nó giống chứ nó nằm đâu thì trời. Phú Quân Tây Đô Đỏ Tươi. Tuy Yến Tây Đô Xanh Lá. Màu này các chị chốt cho em là Tây Đô Xí Lục Bình. Đỗ Huyền Tây Đô Xanh Lá. Tây Đô Xí Lục Bình nha các chị nha. Xanh lá đúng không? Nè, có móc nè. Thứ hai Tây Đô Nâu Tây. Ngọc Dung Nguyễn Tây Đô Vàng Cúc và một Tây Đô Đỏ Tươi. Tây Đô giá 180 nha chị xin đi Kiều. Các chị ơi, nếu mà đúng với cái chất vải này nha, các chị không có mua được rẻ hơn đâu. Và cũng không bao giờ có hàng mà 100.000 một áo mà đúng chuẩn hàng này đâu nhá. Như Phương Tây Đô Tím Lục Bình. Phạm Thị Phương Tây Đô Xanh Đen. Đẹp lắm luôn á. Chẳng lẽ giờ em vô em thay một bộ mặc chứ còn mặc hoài luôn đó.
Màu này các chị đắn cho em là tây đô cam các chị ơi, tây đô cam nhé. Giá 180.000 một áo nha các chị nhé. Giá 180.000 một áo. Còn em có cả chất vải tơ tằm nữa, các chị có mua tơ tằm thì em lấy tơ tằm ra bán cho các chị nhá. Màu này các chị chốt cho em là tây đô cam nha. Em lên nhanh tây đô tím lục bình. Em lên nhanh nha các chị ơi. Thôi hợp tây đô tím lục bình. Bích trần tây đô xanh lá. Lên nhanh nha. Đứng một hồi là hết giờ với cái hàng này luôn á, thì nó nhiều màu lắm luôn á các chị. Em có trắng tây đô xanh đen. Em có trắng nữa các chị ơi, có trắng có đen luôn nha. Nay bị tây đô tím lục bình. Màu gì cũng còn hết, tất cả là còn hết. Màu này này, màu này các chị đắm cho em là tây đô xanh vỏ đậu. Cái màu này đẹp xuất sắc, màu này em có mặc bộ lần rồi này. Nó nóng dữ vậy trời. Vĩ hạnh bùi tây đô cam, tây đô xanh lá và đỏ tươi. Nguyễn Thị Kim Hương vải áo mẫu mặc cam, xanh lá, đỏ tươi. Vải áo em mặc là giá 250.000 một áo các chị ơi. Bốn áo tây đô xanh vỏ đậu. Vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán nha các chị nha. Huyền Lê tây đô tím lục bình và nâu tây. Mỹ Hành bùi tây đô xanh vỏ đậu. Dương Vũ tây đô đỏ đô và vải áo mẫu mặc. Đẹp quá luôn á, màu xanh vỏ đậu. Quá trời quá đất luôn. Màu này các chị đắm cho em, màu này màu mới này các chị nè. Lan Hương tay đô nâu tây. Màu này các chị đắm cho em tay đô nâu tây. Màu này các chị đắm cho em là tây đô xanh cổ vịt nha các chị nha. Trần Ruby tây đô tím lục bình. Các em chúc tên mà lại nhờ là sao nhỏ này. Trần Ruby tây đô xanh lá và tây đô cam. Màu này các chị chốt cho em là tây đô xanh cổ vịt nha, màu này màu mới đó các chị. Ly Hà tây đô xanh cổ vịt. Đỗ Huyền tây đô xanh vỏ đậu. Thơ Nguyễn Hiệp tây đô xanh vỏ đậu. Lê Hiền vải áo mẫu mặc. Nguyễn Thuyết tây đô tím lục bình và tây đô cam. Nè, có tây đô màu xanh giống như cô đang mặc kìa, lấy ra đây bán thêm cho Nguyễn tây đô xanh cổ vịt. Chị Nguyễn tây đô hoa 10 giờ. Tất cả đều có hết. Chị Nguyễn tây đô hoa 10 giờ 5 áo. Chị Nguyễn tây đô xanh vỏ đậu. Như Quỳnh Mai tây đô xanh vỏ đậu. Nga Nguyễn tây đô xanh vỏ đậu. Minh Nguyệt tây đô xanh cổ vịt. Băng Phạm tây đô xanh lá, giá 180.000 một vải áo nha chị. Thúy Nhà Mai tây đô xanh cổ vịt. Thôi được rồi, để tôi đúng. Này các chị ơi, em đang mặc là chất vải lụa hoa đán, còn tay em đang cầm trên tay là chất vải lụa tây đô. Đấy, chị nào muốn lấy màu nào thì lấy chất vải nào thì các chị lấy nha. Hoa đán là giá 250.000 một áo, còn là tây đô là giá 180.000 một áo nha các chị nhé. Đẹp chưa? Công nhận màu xanh này mà chuẩn chỉnh thêm cho em cái quần này nữa thôi là được. Cùng vải của nó luôn đi các chị. Cùng vải của nó luôn đi. Ui trời ơi. Lê quá tay đô tím lục bình. Gọi là u là trời á. Rồi còn chị nào lấy màu gì thì các chị chốt nha. Chị lấy đỏ đô hay đỏ tươi, chị cần men rõ màu giúp em nha chị. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị nha. Qua chưa nè, qua rồi là qua bài khác rồi nha. Không vòng lại nữa à nghe. Liễu Trần tây đô hồng dâu. Đây em bỏ cái này. Mỹ Hành bùi vải áo mẫu mặc.
đây em có vải này. Dạ, vải áo mẫu mặc là lụa hoa đán nha chị Trần Thị Phương. Lụa hoa đán giá 250.000 một tháng. Đây, đây này các chị này. Nhỏ. Hà Trần Tây Đô Sang Cô Ba. Màu này của em đúng chuẩn màu nho nha. Và chất vải này của em là chất vải lụa trúc mai nha các chị nhé. Giá là 250.000 một tháng. Xuân Nguyễn Tây Đô xanh đen và xanh vỏ đậu. Rồi. 220.000 một áo. Tây Đô Hồng Dâu. Em cho các chị nhìn cho nó rõ cái hoa nha. Nếu Trần Tây Đô Hồng Dâu, nếu Trần Tây Đô Hồng Dâu thêm một bộ nữa. Đây này, cái này này đỏ. Lo mi Tây Đô đỏ tươi. Còn không có tí lấy bên kia. Phải ngồi đợi vậy. Áo dài kim thanh Tây Đô sang cô ban. Hoài Ngọc Tây Đô Hồng Dâu. Đây là chất vải lụa trúc mai nha các chị ơi. New Tây Đô Hồng Dâu. Tối quá rồi. Nhỏ. Giá là 220.000 một áo các chị ơi. Màu này của em đúng chuẩn màu nho luôn nha các chị nha. Đúng chuẩn màu nho luôn các chị ơi. Ôi ơi, có nhìn thấy cái gì đâu. Nguyễn Hồng Tây Đô xanh cô ban. Hiệp Hồng Tây Đô xanh cô ban. Nga Nguyễn Tây Đô xanh cô ban. Rồi. Em có đen và có trắng kem luôn, chị nào lấy thì comment giúp em Tây Đô đen hoặc trắng hả? Em có hình như cái này có mấy màu á. Cái đây là lụa trúc mai nha các chị nha. Giá là 220.000. Huyền Nguyễn vải áo mẫu mặc. Trắng và đen em đều có, chị nào lấy thì comment giúp em Tây Đô đen hoặc Tây Đô trắng nha các chị. Có 4 màu. Tuyết Phú Tây Đô đen. Em có 4 màu nha. Màu này em gọi là màu xanh lá mạ. Màu này của em đúng chuẩn là màu hồng cánh sen luôn. Và màu này của em là màu kem trắng nha các chị nha. Chất vải là lụa trúc mai các chị ơi. Sang cực kỳ. Không đụng nhà mai Tây Đô trắng nha. Không đụng hàng bất cứ một ai luôn. Tây Đô sang cô ban. Chị nào lấy thì các chị chốt trúc mai cho em nha. Trúc mai nho, trúc mai cỏ úa, trúc mai trắng và trúc mai hồng cánh sen nha các chị nha. Giá 220.000. Này em chưa mặc thôi chứ em hồng hay mặc thôi. Hàng này là hàng độc quyền của nhà tôi. Thúy Phạm hai Tây Đô trắng kem. Tại vì đợt này các chị biết sao nhiều quá em chưa có mặc hết nổi luôn. Nên là hàng em vẫn còn đang để trong kho. Hà Đỗ hai áo Tây Đô đen. Trần Thị Phương Lý Nho Ly Hà màu cỏ úa. Chất vải là lụa trúc mai nha các chị ơi. Giá Hàng là 220.000 một áo nha các chị nha. Giá là 220.000 một áo các chị ơi. Như hoa trúc, trúc mai nho. Em có 4 màu. Em có 4 màu nha các chị nha. Chị nào lấy màu gì thì các chị chốt cho em nha. Giá là 220 một áo các chị ơi. Có tổng là 4 màu nha. Trần Ruby trúc mai trắng 2 áo. Cái này có nhiều nha. Cái này hàng mới chưa có bán 1 mét nào đâu. Chứ không phải có hàng này đâu nha. Mới có 3, có 7. Xong mai là hết rồi nha. Thằng qua là vì nhiều quá chưa bán tới hết nổi luôn á. Về nhiều lắm luôn. Nhiều lô hàng em bảo đảm các chị luôn là không đụng hàng luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em nha. Có tổng là 4 màu nha. Quang Khánh trúc mai nho. Nguyễn Mai trúc mai nho. Lũ Hoa trúc mai nho. Liên Phạm trúc mai hồng cánh sen. Tiêu Tan trúc mai trắng. Lấy cái bìu. Thủy Nguyễn trúc mai xanh lá mạ và nho. Đưa cho nó đi, đem ở đây này, đi ra xoẹt bỏ vô đi. Xanh lá mạ đúng không? Vân Maria hai áo Tây Đô Hồng Dâu. Thê Nguyễn thêm một áo trúc mai hồng cánh sen. Nguyễn Thị Phượng trúc mai trắng. Đúng màu gì nữa thì nói nha. Cánh sen vậy. 220.000 một áo các chị ơi. Trần Hiền trúc mai trắng. Hoàn thị Vui trúc mai trắng. Đây các chị có nhớ cái áo này đợt trước em mặc không? Rất là con luôn. Đó.
các chị xem nha. Màu này của em ở ngoài không Ngọc Huế chúc Mai Hồng Cánh xem. Nó nói về cái vân thì thôi khỏi cả bàn luôn. Phạm Hoa chúc Mai Hồng Cánh xem. Giá em bán là 210.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là đại đoá tím. Đại đoá tím và đại đoá vàng đồng. Các chị ơi, hoa này là hoa đúng phúc đại đoá luôn. Tuyết hoa tay đơ xanh vỏ đậu. Đại đoá tím và đại đoá vàng đồng giá là 210.000. Dạ em không có cắt liền được nha chị, em cắt 2 mét hết rồi ạ. Mấy cái chất này đẹp lắm các chị. Hàng Ngọc chúc Mai xanh lá mạ. Sai rồi đó, chưa gì mà màu là bỏ thấy sai, tép tè đe lý đe rồi đó. Trần Ruby đại đoá tím. Tự đi ra lấy đổi qua cho nó đi, cho nó nhanh này. Đứa nào mà biết màu thì đổi cho qua đi. Đi ra đổi cho nó vô đấy. Em có hai màu nha các chị nha. Đại đoá tím và đại đoá vàng đồng các chị ơi. Giá là 210.000 một áo. Vải này tất cả đều có độ co giãn hết nha các chị. Anna Trần chúc Mai lá mạ. Đều có độ co giãn hết các chị ơi. Và rất thân là mịn. Đại đoá tím. Rất là mịn và rất là đẹp luôn. Hàng lắm. Không đụng hàng chị đâu Lê, mấy chế ơi. Chi Lê chúc Mai trắng. Đại đoá tím và đại đoá vàng đồng. Cho Phạm đại đoá vàng đồng. Phạm Vân tím và vàng đồng. Trần Ruby vàng đồng. Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thanh Thảo tay đô hồng cánh sen hai áo. Đẹp lắm các chị ơi. Tuyệt vời đâu mà trời. 210.000 một áo. Lê Bình đại đoá tím. Hiệp Hồng đại đoá tím. Giang Linh đại đoá tím. Phạm Quỳnh vàng đồng. Châu Huynh vàng đồng. Thủy Vũ tím. Nữ Hoa tím. Phạm Ngọc Oanh tay đô hồng cánh sen. Đây tôi tặng này các chị ơi. Salamis một bộ tím một bộ vàng. Thu Thảo vàng đồng. Lê Việt vàng đồng. Tuyết Huyến vàng đồng. Mẫu này các chị chốt cho em là tơ tằm Trần Ruby tím. Tơ tằm cỏ úa. Và tơ tằm hồng tím nha các chị nha. Kim đấu vàng đồng. Tơ tằm cỏ úa và tơ tằm hồng tím. Giờ mài này là giống mài mẹ em mặc đấy các chị. 300.000 một áo các chị ơi. 300.000 một áo. Giang Linh tím. Sang ve đi sang luôn á. Tơ tằm hồng tím nha. Giá 300 và tơ tằm cỏ úa giá 300. Chỉ cần các chị cứ chia sẻ livestream cho em thôi. Tự nhiên ngày hôm nay Dẫu Hưng đi qua cầu thay phát 3 bộ cho các chị xem. Treo đây lục lẳng 2 bộ rồi đấy. Không biết có thời gian để thay không á. Ok chị Mai Nam Phan. Giá em bán là 300.000 một áo nha các chị ơi. Phương Phạt. Phương Phạt tơ tằm hồng tím. Trần Ruby hồng tím và cỏ úa. Em có hai màu nha các chị Đinh ơi. Đinh Thị Hà đại đoá tím. Phùng Hợi hồng tím. Giá 300.000 một áo các chị ơi. Giá 300.000 một áo nha. Và cái màu mà mẹ em mặc các em còn có mấy trắng. Đây này các chị ơi. Màu này thì các chị chốt cho em là màu hoa 10 giờ. Và màu này thì các chị chốt cho em là tơ tằm nho nha. 300.000 một áo. Nguyễn Lan tơ tằm hồng tím. Lan Nguyễn tơ tằm hồng tím.
Yến Phạm tơ tằm hồng tím, Nguyễn Văn Quỳnh tơ tằm hồng tím, Xuân Hoàng tơ tằm hồng tím. Mẫu nào cũng rất là đẹp luôn. 300 các chị ơi. Màu này thì các chị chốt cho em là tơ tằm hoa 10 giờ, em còn 3 áo thôi. Đúng 3 áo hết sạch, không còn một nét. Tơ tằm hoa 10 giờ nha. Giá là 300 ngàn một áo. Ok chị cứu con. Và tơ tằm màu nho em còn cũng 2 áo là hết luôn. Không có cần phải kiếm đâu. Hai cái màu này là hết, còn mấy màu kia là đều còn hết. Tí thôi. Ánh Nguyệt Kim tơ tằm cổ và tím. Trần Ruby tơ tằm màu nho. Nho chỉ có 2 áo thôi, hết rồi. Một áo nè. Trần Ruby tơ tằm hoa 10 giờ. Vũ Thanh Thúy tơ tằm hoa 10 giờ. Nguyễn Văn Quỳnh tơ tằm hoa 10 giờ. Trần Uyên tơ tằm cỏ úa. Thúy Vũ tơ tằm màu nho. Hết nha. Cho các chị được 4 màu. Chất này đẹp nữa luôn. Đây là chất phải lụa sinh nữ. Nho em hết hoa 10 giờ em hết rồi nha các chị. Các chị ơi đây này. Bây giờ các chị chia sẻ live stream cho em đi. Tối nay coi như mã này em tri ân cho các chị luôn nha. Coi như mã này tri ân cho các chị luôn. Giá 150 ngàn kèm điều kiện là nếu chị nào được chốt đơn thì bên em sẽ kiểm tra. Nếu các chị không chia sẻ live stream, không chốt kém 150. Ok chưa? Này bỏ lên này cháu. Bỏ lên rồi là những cái hàng mà treo ở đó đó, dồn lên trên đây cho chị để chị tự chị lấy được một cái cỏ úa đúng không? Rồi đây này các chị ơi, bây giờ kèm điều kiện các chị chỉ cần chia sẻ live stream cho em đúng một lần trong hội nhóm thôi, em không cần các chị chia sẻ live stream nhiều vì chia sẻ nhiều các chị cũng bị mất bị khóa Facebook á nha. Em đọc màu nha, em chốt đơn cho các chị đúng 150 ngàn. Mẫu này các chị chốt cho em là sinh nữ vàng đồng. Màu này các chị chốt em sinh nữ vàng đồng nha. Em có đúng 4 màu duy nhất, không có màu thứ 5 luôn. Đến gần cho các chị xem cái hoa của nó này. Sinh nữ vàng đồng này. Nhỏ ơi, mỏ nó ra ngoài đây. Từ sáng đến giờ nó cứ rớt lên rớt xuống hoài vì cái nhụn đó luôn mà nó không nghe. Để nó sát vô trong đây rồi những cái hàng đó cháu treo lên đây nó rộng rồi, treo lên đây cho cô tự lấy được rồi. Nó rớt lên rớt xuống từ sát đến giờ luôn mà nó cứ để ở đấy. Màu này các chị tơ tằm hồng tím. Màu này các chị chốt cho em là chân nữ cam đất các chị ơi. Chân nữ cam đất nha, em có tổng chỉ có đúng 4 màu thôi. Chân nữ hồng cánh sen và chân nữ xanh ngọc đúng 4 màu thôi nhé. Thu Đố vàng đồng, Ceramic vàng đồng, Hương Yêu vàng đồng, Hoàng Nguyễn Mai Vi vàng đồng, Yến Phạm Chin nữ vàng đồng, Trần Ruby Chin nữ vàng đồng, Hoàng Nguyễn Mai Vi Chin nữ cam đất, Thơ Nguyễn Ngọc Chin nữ vàng đồng. Kèm điều kiện là phải chia sẻ live stream cho em nha các tình yêu ơi. Không là ngày mai tụi nó không chốt cho các chị giá này là uổng lắm ý. Nguyễn Thị Phượng Chin nữ vàng đồng, Trần Lan Trinh nữ vàng đồng, Teresa Thanh Chi Nguyên Tơ Trinh nữ vàng đồng. Đúng chuẩn 4 màu luôn các chị ơi. Màu nào cũng rất là đẹp. Như Phương Trinh nữ hồng cánh sen, Thảo Nê Trinh nữ vàng đồng, Ngọc Ninh Trinh nữ cam đất, Châu Phạm Trinh nữ cam đất và hồng cánh sen, Minh Thu Trinh nữ vàng đồng, Hoàng Nguyễn Mai Vi Trinh nữ xanh ngọc, Nguyễn Thị Đức Trinh nữ cam đất, Thơ Nguyễn Ngọc Trinh nữ cam đất, Trần Ruby Trinh nữ cam đất, Thu Đỗ Trinh nữ cam đất, Thanh Phạm Trinh nữ vàng đồng, Phú Quân Trinh nữ hồng cánh sen, Nhà Nguyễn Trinh nữ vàng đồng, Kim Phụng Trinh nữ xanh ngọc, Yến Đoàn Trinh nữ vàng đồng, Thu Thảo Trinh nữ xanh ngọc, Trần Uyên Trinh nữ vàng đồng, Ninh Phạm Trinh nữ hồng cánh sen, Nguyễn Dung Trinh nữ vàng đồng, Thúy Phạm Trinh nữ xanh ngọc, Lan Nguyễn Trinh nữ vàng đồng, Hoàng Ngọc Trinh nữ cam đất, Minh Nguyệt Trinh nữ cam đất, Phương Phạm Trinh nữ xanh ngọc, Hoàng Nguyễn Mai Vi Trinh nữ hồng cánh sen, Huyền Đỗ Trinh nữ hồng cánh sen và vàng đồng. Em Mai không bán giá này đâu nha Nhung ơi.
Ngọc Ngọc Huyền Chi nữ cam đất, Hồng Vân Nguyễn Chi nữ cam đất, Đồng Phục Tê Đê Sa Thanh Chi Chi nữ xanh ngọc, Hoàng Thị Vu Chi Chi nữ xanh ngọc, áo dài dung giá 150 Chi Chi nữ xanh ngọc, Phùng Hợi Chi nữ vàng đồng, Thúy Vũ Chi nữ xanh ngọc. Giá đang giảm giá 150.000 một vải áo nha chị. Bùi Mừng Chi nữ vàng đồng, bốn màu này cháu, bốn màu lấy ra đây cho mấy chị tặng đi. Thơ Nguyễn Ngọc Chi nữ xanh ngọc, Trang Nguyễn Chi nữ xanh ngọc, Lê Nguyễn Chi nữ xanh ngọc, Thư Thanh Chi nữ cam đất, Tuyết Trần Chi nữ xanh ngọc, Tuyết Trần Chi nữ vàng đồng, Thì Nguyễn Chi nữ vàng đồng, Nguyễn Hoa Nguyễn Chi nữ hồng cánh sen, Chị Nguyễn Thị Chi nữ xanh ngọc, Nguyên Phạm Chi nữ xanh ngọc, giảm giá 150.000 cho các chị ơi. Vàng đồng, Trần Thị Lý Chi nữ cam đất, Phương Nguyễn Thị Kim vàng đồng, áo dài Dương Chiến vàng đồng, Ngọc Ngọc Huyền cam đất, Hoàng Ngọc vàng đồng, Nguyễn Phúc vàng đồng. Dạ vải này em không có vàng tươi nha chị. Ngọc Ninh Chi nữ vàng đồng, Phương Nguyễn xanh ngọc, Nguyễn Như xanh ngọc, chị Hương Phạm lấy 3 màu trừ màu hồng cánh sen không lấy. Ngọc Ngọc Huyền thêm 1 cam đất, vàng bạc hàng võ xanh ngọc, kim đấu vàng đồng, bạc kim thuộc cam đất, quốc thị vàng đồng, huyền đào xanh ngọc, bé Ngọc Lan vàng đồng, Ngọc Trân xanh ngọc, Trân Nguyên cam đất, Phạm Thị Phương hồng cánh sen, Trần Ruby xanh ngọc, Nguyễn Vũ vàng đồng, Vũ Tuyến cam đất, dạ còn nha chị Marian Lê. Ủa, các chị ông Hoàng Thị Vui thêm một xanh ngọc, Yến Toàn cam đất, nó đẹp phải nói là thực sự luôn. Thanh Trần vàng đồng, xanh em mặc là chất vải lụa hoa đán chị ơi, giá là 250.000 một áo chị. Xanh em mặc là lụa hoa đán. Trần Phương cam đất, Yến Đoàn cam đất. Các chị ơi, ngày Nhung nhà em hay bán đồng phục á, nhiều chị mua lần 40-50 áo ấy. Mùa này bán đồng phục nhiều lắm luôn á. Nhưng mà ngày mai có mua đến 50 áo cũng bán giá 200.000 một áo. Vải áo em mặc là chất vải lụa hoa đán nha chị, giá 250.000 một áo chị ơi. Ok chị Maria Lê. Bé Ngọc Lan cam đất. Cái áo này là cái áo mà em may đám cưới cháu em. Thế thì thấy nhà em đâu có thiếu vải đâu. Mà em lựa chọn cái vải này em mặc là các chị biết như thế nào. Chứ còn thật sự luôn, chứ còn nếu mà nói mà mặc bộ áo dài mấy chục triệu em dư khả năng đầu tư luôn đó. Nhưng mà em không có. Nhà nguyên vải áo mẫu mặc khổ vậy đấy các chị ơi. Khổ thế. Đỗ Thị Oanh xanh ngọc và hồng cánh sen. Tại vì hàng ngày em cầm được vải, cho nên là em biết được vải nào đẹp, với lại em tiếp xúc hàng ngày mà các chị. Cũng có thớt. Chứ nhà em thiếu chỉ vải mấy triệu một bộ. Rồi ví dụ như ABC đấy, mười mấy 20 triệu một bộ, em có thiệt em dư khả năng mặc đó. Ngọc Ánh cam đất và xanh ngọc, Tuyết Trần vải áo mẫu mặc. Vải áo em mặc là giá 250.000 một áo các chị ơi, chắc phải là lụa hoa đán nha các chị nha. Nó có một thân ve chai nữa, đẹp lắm chị, đẹp lắm luôn á, đẹp phải nói là chuẩn từng phân. Phương Huỳnh một xanh ngọc một cam đất, Minh Loan Nguyễn Thị hồng cánh sen, Ngoan Phú cam đất và vàng đồng. Đây là lụa hoa đán này, lâu rồi em không bán đó các chị ơi. Chẳng qua là vì các chị biết sao không, bây giờ lụa hoa đán này có hàng giá 150.000, nhưng mà em khẳng định 100% với các chị nha, không có những màu hiện bây giờ em đang mặc, vì thật ra cái đó là hàng chất khác. Tôi nói tóm lại là các chị cứ mua đi, các chị về các chị mặc, nếu mà các chị cảm thấy giống ok thì các chị mua tiếp, còn nếu không giống thì các chị mua ủng hộ em nha. Đó, còn bây giờ là nói để phân biệt ra thế này với thế kia, thật sự tụi em trong nghề biết phân biệt được các chị ơi, mình mua mình không phân biệt được đâu. Lụa hoa đán là chị Jenny Nguyễn ơi, đây màu xanh ve chai này, trời ơi cái màu này là cái màu phải nó là thú mê nhất cuộc đời.
Và đặc biệt nha, lộ hoa đén thì em có khoảng chừng từ 15 màu. Không ít đâu các chị. Không có ít đâu các chị ơi. Không ít màu đâu mà em ít bán lắm. Lâu rồi không bán ấy. Tại vì hiện bây giờ nó đang là bị đụng hàng với cái hàng kia cho nên em không muốn lôi ra bán ấy các chị. Nguyễn Thị Kim Lan xanh ve chai lộ hoa đán 250.000 một áo các chị ơi. Em cho các chị xem cái tà của nó mặt này đó. Chị Nguyên Chi nữ vàng đồng Ceramic 2 áo xanh ve chai. Em đọc sơ, chị nào cần màu thì các chị cứ comment lên nhé. Áo mẫu mặc. Em có xanh coban em đang mặc nè, xanh ve chai này, đỏ tươi này, đỏ đô này, vàng đồng này, cỏ úa này, chín huế này. Màu cỏ úa này, màu hồng dâu này, màu đỏ tươi này, màu đỏ đô này, màu hồng cánh sen này, màu da này. Mười mấy màu các chị, không có ít màu đâu. Tuyết Nguyễn xanh ve chai. Và đặc biệt các chị biết có màu gì không? Hình như có màu trắng đúng không? Có màu trắng, đẹp lắm. Mặc cực kỳ xịn sò. Nguyễn Khánh xanh ve chai. Xanh ve chai là chất vải lụa hoa đán các chị ơi. Giá 250.000 một áo. Cho nên mà trước khi các chị nói là ở cái này với cái kia, các chị cứ từ từ đi đã. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó Trần hết. Kim Lan xanh ve chai. Kết luận bất cứ Lý Hà bốn áo xanh ve chai nha. Đừng có bộ kết luận bất cứ một cái gì hết các chị ha. Và đặc biệt cái này này, em có hai màu gọi là màu đỉnh nhất, đó là màu đỏ đô và màu vàng đồng. Ở bên em là không có giống vải, hay vải 100 mấy chục ngàn luôn. Cho chị cái vàng đồng với cái đỏ đô đi. Mày từ từ thôi, việc làm cái đồ bây giờ đấy 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 đấy. Càng đồng bên kia nữa, bên kia nữa. Từ từ thôi em. Cứ từ từ. Lê Phương đang bẻ áo mẫu mặc. Đỗ Huyền xanh ve chai. Vi Hà xanh ve chai và xanh cô ban. Thư Thanh xanh ve chai. Này các chị nào. Người ta bảo là vàng thật thì không bao giờ sợ lửa hết ha. Màu này các chị đắm cho em là đỏ đô, giá 250.000 một áo và màu vàng đồng. Hương Trần xanh ve chai. Lê Phương Lan đỏ đô. Mặc vẫn là mãi mãi mãi. Tuyết Nguyễn đỏ đô. Có tím Huế nữa nha chị nha, có tím Huế. Ngọc Như thêm một áo đỏ đô. Bi Bim lê vải áo mẫu mặc. Đưa đây cho chị, cứ đưa đây cho chị, cứ cỏ úa gì đấy luôn. Đây là Nguyễn Văn Quỳnh một áo đỏ đô. Nguyễn Như xanh ve chai. Nguyễn Chi đỏ đô. Lê Phu Lan cỏ úa. Vũ Thanh Thủy vàng đồng. Trần Ruby đỏ đô. Em có trắng nữa, chị nào lấy trắng thì các chị cứ vậy chốt trắng thôi các chị ơi. Màu này của em là màu... Giá 250.000 một vải áo. Màu này của em là màu tím Huế nha các chị nhé. Và màu này của em là màu... gì nhỉ? Màu cốm bơ. Có màu hồng cánh sen nữa các chị. Màu hồng cánh sen là hôm... đỏ đô. Hôm đám cưới là chị dâu em mặc, còn em mặc màu xanh đó. Lan Phương Bảo Ngọc đỏ đô. Lê Thùy Ngọc đỏ đô. Ceramic 2 áo tím. Áo dài Trúc Hà đỏ đô. Nha Phan đỏ đô. Có đen có trắng luôn nha các chị ơi. Có đen có trắng luôn nha. Kêu cho cô mỗi màu một áo lên đi đồng chí Trần ơi. Trần Ruby tím Huế. Biết là ở phía xăm kia rồi nhưng mà thôi lấy đỡ này đi. Cứ rửa tay lên. Trần Ruby 2 áo trắng. Màu này đẹp mắt này chị. Cây cổ. Đúng sao cây cột đó. Nhìn thấy không? Rồi đúng chính xác. Nguyễn Lan xanh ve chai. Màu này là chị dâu em mặc. Như Thủy tím Huế. Giá 250.000 một vải áo nha chị Hoài Trinh. Màu này các chị chốt cho em là màu vàng da. Dạ mẫu này em không có màu môn ạ. Trâm ơi, mình nhẹ nhàng nhìn chị với cái máy với Trâm. Chị còn có mỗi cái đấy thôi đó Trâm.
Màu này các chị chốt em là màu vàng da nha các chị nha. Vàng da. Và màu này cho các chị chốt em vàng cúc. Ống thiếu này. Mây trang đỏ đô. Cho ra mít hồng cánh sen. Lan anh trần xanh, xanh bơ. Có xanh bơ. Trần Thị Huyền hồng dâu. Huyền Nguyễn vàng da. Nguyễn Hải tím Huế. 250.000 một tháng. Có đen luôn nha các chị nha. Trần Ruby hồng cánh sen. Như Phương vải áo mẫu mặc. Màu đó nên là màu đỏ đô và hồng cánh sen. Còn màu này là màu hồng sắc pháo nha. Phân biệt các kỹ cho chị nha. Có màu hồng nút cho các chị ơi. Nhung Trần tím Huế. Phú Quốc trắng. Jenny Thiên, Jenny Thiên Lý hồng cánh sen. Áo dài Trúc Hà vàng cúc. Nguyễn Chi hồng cánh sen. Có màu vàng da. Trần Thị Lý trắng. Áo dài Kim Thanh vàng da. Áo dài Trúc Hà hồng cánh sen. 250.000 một áo. Màu xanh ve chai em có khúc 2m6 đó. Chị nào có cần may mà lớn lớn thì các chị lấy nha. Màu này của em là màu hồng nút. Ngọt Dư thêm một áo hồng cánh sen. Nguyễn Thị Ba hồng cánh sen. Như Thủy trắng. Ceramic một áo hồng. Đây là cái màu em đang mặc. Châu Phạm hồng sắc pháo. Mai Liễu hồng cánh sen. Dạ em không có cách liền được nha chị Trần Ruby. Màu gì? Trắng. Trắng hết rồi. Có đỏ đô thì em còn cây. Vàng này là vàng cúc này các chị. Đây là màu trắng. Bên trong là hà trắng áo các chị ơi. Màu này của em là xanh ve chai 2m6 xanh ngọc. Màu này của em là màu xanh ngọc nha. Chút cho chị cái xanh ngọc ứng nhỏ ơi. À đây đây có rồi, đây có rồi. Phạm Thúy trắng. Thay lưu một áo vàng cúc. Màu này em gọi là màu nâu tây. Màu này sang lắm nha các chị. Màu này gọi là cực kỳ tây luôn á. Các chị ơi, em chỉ cho các chị một cái mẹo này nha. Thì nếu mà là cái chất vải này nè, xanh ngọc hải dương. Hải dương đỏ đô. Nếu mà là cái chất vải này các chị nghe rất là quen. Nhưng mà các chị để ý giúp em trên cái bề mặt vải ấy. Vải này của em không có bóng nha. Còn có một loại vải nó có cái độ bóng mà khi các chị người ta dơ lên ấy, nó có sẽ có cái độ ẩm nhiều và dày hơn. Cho nên là các chị cứ để ý kỹ trên màn hình. Tại vì tất cả mọi người bây giờ khi mà bán hàng đều xài bằng máy quay hết. Không ai xài bằng điện thoại hết. Các chị chỉ cần tân ý một cái là các chị sẽ nhận ra được liền. Hàng Hoàng An xanh ngọc. Gian đoạn xanh ve chai. Vân Nguyễn hồng cánh sen. Ceramic hai áo nâu tây. Màu này của Nguyễn em đỏ tươi nha. Trần đỏ. Thảo Nguyên xanh ngọc. Phương Lê xanh ngọc. Đây là cốm bơ. Gian đoạn đỏ đô. Cốm bơ. Nhà Nguyễn nâu tây. Màu này của em là màu hồng nút. Hồng nút nhé. Lê Thị Ngọc thêm một áo xanh ngọc. Hải Yến Trần nâu tây. Vàng đồng. Trần Kim Anh thêm một áo nâu tây. Nguyễn Diệu màu trắng kem. Nguyễn Thị Thúy Vân xanh ngọc. Màu này của em gọi là màu vàng da. Đẹp lắm, màu da vàng sang cực kỳ. Dạ em có trắng kem nha chị Chini đi Nguyễn. Màu này của em là tím Huế. Huế mộng Huế hồng nô. Màu này các chị đánh cho em là màu xanh lá hoặc là xanh hồ ngọc hà các chị. 250.000 một áo nha các chị ơi. Và màu này của em là màu hồng sắc tán. Ở đây thiếu màu hồng trắng sen. Màu này chắc không anh xin đấy bà ngoại dịch cho chị dâu đi mày chắc. Màu này của em là màu hồng sắc pháo nha các chị. Ừ, thì chị dâu mặc hồng trắng sen, Tú mặc màu xanh của ba. Áo dài Trúc Hà một áo vàng đồng. Thiếu màu xanh ve chai ở đây luôn. Ánh Nguyệt Kim một áo Tú mặc. Còn xanh ve chai không cho chị nhớ coi nè. Nó xanh đây coi nè.
hai lưu một áo xanh lá, ceramic hồng cánh, ceramic hồng sắc pháo, tuyết trần một áo vàng đồng. Ủa đen từ nãy giờ không ai lấy à chờ. Thủy Vũ một áo tím Huế, Nhi Phạm một áo nâu tây. Các chị ơi, các chị ơi, đen ơi, các chị không lấy hả? Em chị chưa có màu này đúng không? Để lại cái áo này mai chứ trời ơi, dễ gì mà bỏ qua cái vải này được các chị. Vải này mặc là chỉ có nghiền mà thôi luôn mà. Chất vải là lụa hoa đán nha các chị ơi. Một xăm ve chai phèn lắm. Châu Phạm một áo xanh lá, Nhung Phạm một áo tím Huế, xanh ve chai nha các chị nha. Áo dài Trúc Hà xanh ve chai, Phú Quốc một áo đen. Rồi còn ai lấy màu gì được các chị ngắm kỹ lại đi em quen nha. Nguyễn Hiếu một áo non tay. Non tay là mình. Các chị cứ nhìn kỹ trên cái bề mặt vải, ai giờ bây giờ cũng đều xài máy quay nhé, chẳng ai cài bằng điện thoại đâu. Trang Nguyễn xanh ve chai. Các chị cái là các chị sẽ nhận ra vải nó khác nhau. Trên đi đi Nguyễn hai áo trắng kem. Huỳnh Nguyễn bài da. Dạ may đủ nha chị Nguyễn Phượng. Bài da này đẹp lắm. Mai Liễu xanh ve chai. Thanh Phạm một áo đỏ tươi. Hình Phạm xanh ve chai. Chị Hình Phạm cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Các chị khách mới vui lòng comment giúp em số điện thoại nha các chị ơi. Bé Yên vàng đồng. Phú Quân vàng da. Chini đi Nguyễn hai áo xanh lá. Thảo Lê một áo nâu tây. Ceramic xanh ve chai hai áo. Hàng này tất cả các em hồng sắc pháo đều có hết đấy, các chị đều có. Thư Thanh một áo nâu tây. Đủ màu nhé. Okay. Yến Nhi một áo nâu tây. Các chị ơi, các chị cứ comment lên cho bạn Nhung chốt cho mình nha. Em thay cái áo này đợt trước em bị gọi là hứa lèo với các chị xong rồi là mối ấy, họ không có còn mộc để làm. Thế là em mới hồi hàng các chị lại. Bây giờ nếu mà em mặc thì chị nào có muốn lấy thì em sẽ bớt cho các chị một chút xíu để coi như là tạ lỗi nha. Nha Đoàn Quyên một áo cuốn bơ. Vân Dương một áo đỏ tươi. Thư Thanh một áo nâu. Thư Thanh có nâu tay rồi nha chị. Nha các chị nha. Cái áo này là các chị giá vải áo mẫu mặc 250.000 nha chị. Nhỏ ơi, lấy cho cô với nhỏ. Hãy khỏi thay đi các chị ơi. Hải Dương một áo vàng đồng. Hay cái đỏ đô. Ok sao? Chị Trần Thị Huyền. Đỏ đô. Thay vô thì các chị mới mua nhiều. Tại vì em làm rất là nhiều luôn đó. Đây này. Các chị nhớ cái em này không? Nhớ không? Đó. Hôm nay sắm được thêm cái quần này mà. Đó. Bây giờ cái áo này này, hôm nay em chốt các chị là giá 200.000 một áo nha. 200.000 một áo. Vải này hiện bây giờ em cũng đang bán là giá 200.000 một áo, nhưng chỉ có đúng riêng một mẫu này nhá, là coi như tạ lỗi với các chị thôi. Em tính các chị giá 180.000 nha. Em vô em. Nga Nguyễn một áo tím Huế. Còn Tuyết một áo nâu tây. Nguyễn Diệu một áo trắng, một áo vàng da. Ok chị Bé Yến. Các chị chốt màu gì các chị cứ nói, cứ comment lên cho bạn Nhung chốt cho mình nha. Anna một áo xanh ngọc, một trắng, một hồng sáp pháo. Nguyễn Lan một áo xanh ve chai. Hôm nay hàng nó có về em làm lại cho các chị coi như mẫu này là không biết là có bị sukana hay không thì không biết, nhưng mà là coi như là lời các chị được mà 20.000 là bớt các chị 20.000 luôn là hết lời luôn rồi đó. Các chị cứ comment lên cho bạn Nhung chốt cho mình em hay đúng chỉ khoảng từ 30 giây thôi nha. Nên phải một áo hồng sắc pháo. Dạ bên em không có miễn phí ship nha chị Nguyễn Thị Thúy Vân. Kim Chiêu Huỳnh một xanh lá, một đỏ đô. Nam Phạm một áo hồng sắc pháo.
Phương Anh cần một áo nâu tây. Ok chị Ceramic. Cái Ceramic ba cùng sáng này là ba cùng sáng kiểu lụa tơ tằm ấy, bỏ vô cho chị nha. Lụa tơ tằm ấy. Lê Tiến Hùng một áo đỏ tươi. Dạ, bên em bán vải không bán áo dài may sẵn nha chị Kim Phượng. Dạ, mai em kiểm tra đơn chị Trúc Hà lại nha chị. Thúy Phượng một áo trắng và một áo cổ uống. Hoàng Ngân một áo tím Huế. Mày nhẹ nhàng có sao mấy đứa mày mặn bạo thế. Áo dài mà. Trời ơi nhẹ nhàng với người ta tí chứ lộ là gấm vóc vào mấy đứa. Thu Phạm một trắng kem một hồng cánh sen. Đúng eo 69 luôn. Chiếc mặt rộng mênh mông bát ngát luôn. Phải mang vô cho đi bóp. Thế mà giờ là Hoàng Ngân có tím Huế rồi nha chị. Các chị ơi, các chị lấy thì các chị chốt cho em nha. Nói trước nha. Ngày mai mua em cũng phán giá này đâu. Coi như là em bớt các chị 20 ngàn để trả tiền phí đó. Vì lần trước em hồi hàng là của các chị đó. Nga đây một áo tím Huế. Tính các chị 180 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là thiết kế đỏ đô nha các chị nha. 180 ngàn một vải áo các chị ơi. Y chang như thế nha. Các cái gì thế? Dạ bên em sẽ chốt đơn sau một ngày nha chị. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là thiết kế đỏ đô. Chất vải là lụa tơ tằm nha các chị nha. Một áo nâu tay thiết kế đỏ đô các chị ơi. Thiết kế đỏ đô nào lấy thì các chị chốt thiết Thầy kế, đỏ, thiết đô kế đỏ đô. Áo dài Kim Thanh thiết kế đỏ đô. Tiên Nguyễn thiết kế đỏ đô. Nên Chu thiết kế đỏ đô. Phạm Quang Kim Nguyên thiết kế đỏ đô. Thúy Phượng thiết kế đỏ đô. Trần Ruby thiết kế đỏ đô. Xuân Mai thiết kế đỏ đô. Nguyễn Mai thiết kế đỏ đô. Yến Võ thiết kế đỏ đô. Phạm Hoa thiết kế đỏ đô. Linh Nguyễn thiết kế đỏ đô. Phương Võ thiết kế đỏ đô. Hiệp Hồng thiết kế đỏ đô. Đỏ đô, Hạnh Nguyễn thiết kế đỏ đô. Anh Nam thiết kế đỏ đô. Thư Thanh thiết kế đỏ đô. Đồng Pha thiết kế đỏ đô. Tuyết Trần thiết kế đỏ đô. Thùy Linh thiết kế đỏ đô. Một cái áo em mặc là em bớt cho các chị thôi. Còn tất cả hàng là em bán giá đều 200 ngàn một áo nha các chị nha. Đây là chất vải lụa tơ tằm nha các chị ơi. Hạnh Nguyễn thiết kế đỏ đô. Tơ tằm đẹp lắm. Mặc không nhăn một tẹo nào luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt A113 cho em ha. Mấy mẫu này là mới tinh tần tần. Nhân viên mới cắt ra xong tức thì bán cho các chị. A113 nha các chị ơi. Phụng ơi, treo cái này lên nhìn chị. Bỏ cái bộ trơn ra ngoài nha. Tí để lấy cái bộ trơn. Trời ơi nó đẹp cực kỳ sang luôn đó mấy chị ơi. Thanh Vạn thiết kế đỏ đô.
đúng chuẩn hoa mai hoa đào luôn. E113 các chị ơi, giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nhé. Em là mê mấy cái gì ạ? Tôi toàn này lắm. Chị nào lấy thì các chị chốt E113 cho em các chị ơi. Giá là 200.000-270 nha các chị. Áo dài trước hòa A113, ceramic 2 bộ A113, Rotem A113. Nào lấy thì các chị chốt A113 cho em. Áo dài kim thanh A113, túi thanh nguyên A113, Uyên Phương A113, Lan Nguyễn thiết kế đỏ đô. Đẹp lắm luôn đấy các chị. Đẹp tuyệt vời luôn á. Nhận được cái rồi biết mặc rồi biết là nó đẹp như thế nào luôn, thực sự luôn á. Xuân Nguyễn, Xuân Nguyễn thiết kế đỏ đô. Đinh Chi Thi A113, Yến Võ A113, Xuân Phụng A113, Huyền Chân Chân A113, Minh Minh A113. Phương Thảo Nguyễn A113. Cho cô cái hồng luôn. Nguyễn Thị Thúy Vân thiết kế đỏ đô. Phan Nguyễn thiết kế đỏ đô. Hà Đỗ thiết kế đỏ đô. Đoàn Khuyên thiết kế đỏ đô. Xuân Nguyễn thiết kế đỏ đô. Nguyễn Mỹ thiết kế đỏ đô. Trần Thị Lý thiết kế đỏ đô. E113 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt E113 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Chất phải là lụa tơ tằm nha các chị ơi. Chất phải là lụa tơ tằm nha các chị nha. Giá là 200.000. Giống vải em đang mặc trên người. Cho các chị đứng gần xem nha. Này các chị, em là thuộc dạng gọi là mặc là very ôm luôn, là cho các chị nhìn thoải mái cỡ nào mặc cũng rất là Nguyễn, ok. Thiết kế đỏ đô. E113 em còn 2 áo, chị nào lấy thì các chị chốt E113 cho em nha. Mẫu này nữa trời ơi, tụi nó cắt xong mà em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ luôn đấy các chị. Quá là đẹp luôn. Sang nhắm. Sang nhắm luôn. Ha. À. A271 nha các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A271 cho em. 200-270 đỏ đô. Nguyễn Phượng A113. Huyền Chân Chân A113. Mỹ Hải Bùi thiết kế đỏ đô. Hương Đỗ thiết kế đỏ đô. Mai Nếu thiết kế đỏ đô. Chị Jenny Nguyễn em chốt cho chị rồi nha chị. Đẹp không mấy chị? Quá là sang. Rồi cái màu hồng dâu. E271 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt E271 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Chất phải là lụa tơ tằm nha các chị ơi. Lụa tơ tằm nha. Mặc thì thôi. Đang muốn phải áo mẫu mặc hết nước chấm. E271 các chị. Chị nào Trần Duyên phải áo mẫu mặc E271 cho em. Phạm Thảo A271. Ngọc Anh Trần A271. Ceramic A271. Thì Nguyễn A271. Vân Thanh A271. Nhàn Nguyễn A271. Hoàn Thị Vui A271. Định Mộng Hải A271. Phạm Tâm một bộ mẫu mặc. Tên đẹp thật A271. Phương Võ A271. Ngân Trần Thị Kim bộ mẫu mặc. Đặng Vũ bộ mẫu mặc. E271 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt E271 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Đem cho các chị nhìn rõ lại thêm lần nữa này.
Trời ơi, chất vải thì thôi, phải bàn luôn, còn hoa văn đâu, ôi trời ơi. Chị nào chốt cồn giống như chị Tú mặc thì comment giúp em xám 150 nha chị. Trần Ruby A271. Em còn có 3 áo thôi. Trần Hiền A271. Có còn nhiều đâu. Thanh Dung vải áo mẫu mặc. Chị nào lấy thì các chị chốt A271 cho em. Mỗi chị chia sẻ livestream cho em một lần. Một lần duy nhất kiếm đúng một mã là thật đẹp, bán khuyến mãi cho các chị. Kèm điều kiện là phải chia sẻ livestream cho em. Với đi cái này á. Mai Phan A271. Còn Nga Thanh A271. Đẹp lắm. A122 nha các chị nha. Đem đến gần cho các chị xem cái hoa văn của nó này. Mặc những cái màu. Phan Vũ Sáng 150. Chẳng lẽ cái này không may mấy đứa. Đẹp quá chịu không nổi luôn đấy. Ừ bây giờ chị kia chị nó ngày cũng phải áo đúng mà đi. Giờ em có hai thợ may, trời ơi nó may ngày 10 bộ em mặc cũng được. Nhưng có điều là trời ơi thời gian vào nó mệt. Bác hai vải áo mẫu mặc. Ui chàng đẹp ôi. Mỹ Hành Bùi hai áo A122. Trần Ruby A122. Đây Mộng Hải A122. A122 các chị ơi, thì nào lấy thì các chị chốt A122 cho em. Hàng này á hả? Gọi là quá đẹp và quá xanh luôn. Cái hoa văn này này các chị ở ngoài nó dễ thương. Hương Đỗ A122. Thì nào lấy thì các chị chốt A122 cho em. Các chị ơi, màu này ở ngoài là một tâm ngọc nha các chị. Vân Thanh A122. Phong Mai A122. Áo dài Kim Thanh A122. Nguồn Trần A122. Hành Ngọc A122. Lê Thị Hương vải áo mẫu mặc. Nhiều đồ đẹp lắm các chị, mà rời mắt khỏi màn hình là các chị mất mẫu đẹp liền quất thì. Huyền Trân Trân A122. Tại vì hàng này số lượng Dương của Trung em Trung Môn A122. Không có nhiều. Trên Nguyễn Nguyễn A122. Bùi Thị Sự A122. Thập Tiên A122. Bố mèo đúng không? A122 em hết rồi nha các chị ơi. Cái này mà may cổ thuyền mà mặc nó lại quần sán này. Trời chèn. Ôi. Còn gì để mà nói nữa không? 200 ngàn một áo các chị ơi. Cái này các chị may đầm còn được luôn chứ đừng nói. 200 ngàn một áo nha các chị nha. Thì nào lấy thì các chị chốt A227 cho em. Mấy đứa ơi, chị xin tụi mày đừng có treo nặng nữa nha. Mai mốt chắc chị về già. Một bên vai chị là 5 còn một bên vai chị là 10 đấy mấy đứa. Lúc đấy chị không còn làm người mẫu được nữa đâu mấy đứa. Bác sĩ bảo là do là chị cứ nghiêng một bên mà chị cầm cái này một bên nó quá nặng à. Chứ thật ra phải là chị bị đau lưng mà đi giày cao gót đâu. Nghiêng cuộc sống ấy. Xong mai mốt xuất hiện một chị bán vải mà người lưng nó bên này như vậy này các chị này. Đó nó như vậy này. Đó. Cái đầu nằm trên đây mọi người. Anh Nguyễn A227, Trần Ruby A227. Cái vải này còn đỡ đấy. Trời ơi cái vải lụa NMN thật em nói với các chị em bảo vậy này. Bây giờ mà đứa nào mà cứ treo nhiều một cái là mai em bắt đứng đây đứng 2 tiếng đồng hồ và cầm thử đi rồi biết tay nhau liền tức thì luôn. A227 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt A227 cho em. Nặng lắm luôn đấy các chị. Mỹ Hành Bùi A227. Đấy thấy chưa? Những cái đẹp mà gọi là đẹp sang như thế này thì nhất định không mua. Mặc là thôi, ta nói là hỏi răng. Nhận hà. Chị nào lấy thì các chị chốt A227 cho em nha. Giá là 200.000 một áo các chị ơi, 270.000 một bộ nha. Ở nhà chị nào mà có quần màu cam tươi này rồi các chị mặc vô cũng đẹp lắm này.
chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị. Không thích thì em quay cho nhanh nha. Ủa sao cái kia nằm đây? Nha Thanh A227 chị gọi điện thoại từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều giúp em nha chị Hương Văn. Tú Thanh Nguyên A227 vải áo mẫu mặc bên em còn giá 180.000 một vải áo, chị nào lấy thì comment giúp em vải áo mẫu mặc ạ. Vải em mặc là em giảm giá cho các chị đó, chứ còn em không có bao giờ bấm bán vải này giá 180 đâu nhá. Nguyễn Nguyệt A227 này các chị ơi, 200.000 một áo nha các chị nha, 200.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt A126 cho em, chốt đơn ngay và liền cho tôi. Đúng là hết nước chấm. Một áo nữa hả? Bạn này bạn không có kinh nghiệm như là bạn Hằng. Bạn Hằng bạn nghe là bạn biết tí bạn lấy cho, còn không là bạn đi luôn. Bạn này là bạn đi một phát một là bạn đi tút. Không là bạn cầm phải bạn đi bạn giấu. Thì phải con này kiếm lời con mắt. Trời ơi sao đẹp dữ vậy. A126 ok chị Jenny Nguyễn. Mỹ Hành Bùi A126, Sarah Miss 3 bộ A126. 200 các chị ơi, 200-270 nha các chị nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt A126 cho em. Chia sẻ live stream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị. Trần Ruby A126, Phú Quân A126, Kiệt Phương Tony A126. A126, chị nào lấy thì các chị chốt A126 cho em. Ceramic thêm 2 áo A126, Hồng Vân A126, Phan Hằng A126. Còn 4 áo nữa, chị nào lấy thì các chị chốt A126 cho em. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi, 270.000 một bộ nhá. Mẫu này chị Thư Thành không... A126, không... Hoa Kim A126. Không thích mặc quần đen hoặc không thích mặc quần xám ấy, các chị mặc với quần đỏ đô cũng đẹp lắm. Các chị đỏ đô hoặc xanh rêu hoặc xanh đen, hoặc là màu tím than, tím Huế, hoặc là màu cam mà cam tươi hoặc đỏ tươi cho em cũng đẹp. Mấy cái tông này các chị phối vô không có bị Thảo Nguyên A126, Cường Tăng A126. Hết các chị ơi, 200.000. 200.000. Vải này các chị. Giá 200-280, 270 các chị ơi. Thái Bùi vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc bên em còn nha các chị. Chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc giảm giá còn 180.000 một vải áo hả? Cái lý do thì lúc đầu em có mặc là em có chia sẻ cho các chị rồi đó. Cho nên là chị nào mua sau này là có lợi lắm luôn á. Trời ơi cái mình toàn tròn. A188, A188 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A188 cho em. Cháu đưa cho cô cái lập thể màu ngay ở đầu á. Ờ đưa đây cho cô. Mỹ Hoàng Bùi 2 áo A188, Nhâm Lê 2 áo A188, Hoàng Nguyễn A188, Nguyễn Loan A188. Cái này Phan Vũ vải áo mẫu mặc. Cái này mà chị nào mặc đi đám cưới thì hơi bị sang luôn. Gọi là quá sang luôn á. Gọi là rất sang. Chị nào lấy thì các chị chốt A188 cho em nha. 180.000, 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Ceramic 2 bộ A188. Chị
chia sẻ livestream cho em với các chị ơi, tương tác giúp em với nha các chị. Thúy Nhà Mai A188, Ngô Thị Hoa A188, Tuyết Lan A188. Mặt không nhăn một tẹo nào, không có nhăn một tẹo nào hết các chị, và đặc biệt Vương Đỗ A188, Nga Thanh A188, Kim Huệ A188. Một đúng không? A188 phần 1 nha. Thì nào lấy thì các chị cho. Nhiều người A188 nữa là hết. Có mẫu này đẹp lắm này. Trên đi Nguyễn có phải khắc cũ không? Cái mẫu này là cái mẫu em cố tuần em làm để em coi về lên cái màu nó có chuẩn không để em mang đi may ấy. Nên giờ thì nó mới lôi ra cắt ấy. Cái mẫu này được trước em có mặc một lần nhưng mà nó là chất vải thép. Mà màu cũng khác luôn mẫu này này chị. Lên áo đẹp cực kỳ luôn. Sang lắm. 200.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A053 cho em. Nhưng mà lên đẹp quá mà đến hồi hỏi lại cái chị ơi cái màu mộc này hết rồi. Sukana nữa luôn. Nên chán đời lắm giờ chả thèm hỏi. Cái nào bây giờ mà duyệt cái được là đặt luôn. Đợi nữa là thôi hết mộc. Mấy con đâu? Chiều nay có làm một ít. No. Nhớ cái áo màu xanh này chúng mình về nhà đi lễ phở. Đấy. Nếu mà ai hay theo dõi em thì sẽ biết mẫu này. $200.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A053 cho em. Mimi Huỳnh A053, Maria Thu Vân A053, Trần Ruby A053, A188 em hết rồi nha các chị. Nan Đỗ A053, Diệu Hội A053, Nguyễn Loan A053. Ái Phan phải áo mẫu mặc. Mai Liễu A053, Bùi Thị Sự A053, Lê Trần A053. Trần Hoa A053. 200.000 một áo các chị ơi, 270.000. Nguyễn Nguyệt A053. Giang Lê A053. Cho cô cái thanh gì? Thanh gì ở đấy chứ nhỏ? Ở đấy ngay tay cháu luôn đấy. Cái này còn lấy rồi. Đó ngay đó luôn. Cái này lấy rồi. Thêm chút thôi. Còn ba áo nữa Nhung ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A053 cho em nha các chị ơi. Đơn Hoàng A053. Bỏ qua mẫu này là cả một thứ shop. Giá là 200.000 một áo nha các chị nha. Giá 200.000 một áo. Cho các chị nhìn lần. Đẹp lắm. Phú Quân A053, Thanh Nguyên A053 nữa là hết. Cái này thêm chút hết rồi. Bán thêm chút cho các chị luôn nha. Giá 200 luôn nha. A053 em hết rồi nha các chị. Trời ơi mấy cái này ơi. Các ta xỉn với cái mẫu này quá à. $200.000 một áo nha các chị nha. Chất này này các quần chị. Quần mẫu mặc chị nào lấy thì comment giúp em là 8150 nha các chị. Có quốc khoa thi 27 áo mẫu mặc. A181 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt A181 cho em. Giá là 200.000 một áo. 270.000 một áo. Chẳng qua là vì bây giờ người ta mão ra đi lễ cho nên ai cũng hỏi thăm nên là có hứng ngày mai. Đến bây giờ mà con Thư nó sắp sửa nó đi tuần trăng mật, chập mật về tới nhà nó dập mật luôn, nó chưa nhận được đồng đi mặc đám cưới nó. Quên luôn, nó không thèm hỏi luôn. Dạ em không có nhớ mẫu nào đâu chị Ngọc Như ơi, chị gửi mẫu giúp em ạ. A181 nha các chị nha.
Nhỏ ơi, cái này cháu cho cô cái quần màu đỏ đâu hoặc đỏ tươi. Chưa có. Chưa nhận được luôn. Uyên Phương A181, đi đi hàng A181. Ceramic A181, một bộ và ba áo. Là sao? Thì người ta đọc 4 áo 1 quần, tự nhiên 1 bột và 3 áo là cái gì? Cái bài chế này. Teresa Thanh Vân A181, Nô Nguyễn A181, Vũ Tuyết A181, Mimi Huỳnh A181, Thảo Lê A181. Bình Yên A181, Vượng Trần A181. Phần 2 nào lấy thì các chị chốt A181 cho em nhé các chị nhé. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ, chứ phải là lụa thiên trúc nha các chị ơi. Thiên trúc này này bên em vẫn có chất tơ tặng mà có, vẫn nằm trong chương trình giảm giá có 4 màu. Nếu mà chị nào có xem livestream ấy, ở mà mua sao live đâu có đánh giá đâu. Trần Thị Lý A181, Thủy Hải Bùi A181. Hết em. Hơi bị hớ hàng 181 em hết nha các chị ơi. Hơi bị hớ hàng rồi đó nha. Em có một hỏi này. Ở đây đẹp lắm, 200.000 áo các chị ơi. Giờ làm sao nhấn nút vát một cái tự nhiên nó cứ giật vứt xuống giống như cái tay mình làm nè. Nhiều khi có voi mà đòi bảy bà chưng á. A186 giá là 200.000 một áo cho các chị nha. Ok chị Thúy nhà mai. Không nhận cái mình hàng này đẹp quá. Này các chị nè, rất là đơn giản và rất là dễ thương. Quang Khánh, lụa hoa đá đen và xanh ve chai. Chọn chưa? A186 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A186 cho em. Giá là 200.270 các chị ơi. Chắc phải là lụa tơ tằm nha các chị nha. Thanh Dung A186, Nguyễn Hồng A186. Nào lấy thì các chị chốt A186 cho em. Mẫu này nó nằm hết ở cái phần ngực của các chị, nó toàn xuống á. Cái phần eo này màu đen nó nhỏ xíu luôn. Rất là sang luôn á. Nguyễn Thu A186, Giang Lê hai áo A186, Trần Lan A186. Thì nào lấy thì các chị chốt A186 cho em. 200 nha. Về phương to đi A186. Chất phải lụa tơ tằm nha các chị nha. Lụa tơ tằm các chị ơi. Ceramic 3 bộ A186, Jenny Nguyễn A186, Phú Quốc A186. Nào lấy thì các chị chốt A186 cho em. Giá 200.270. Ok chị Han Hami Lê. Nó khách mới thôi nên sao mà dung đọc nó cứ cực nó hay lắm, thì sáng giờ luôn. Giống như là không có quen cái tên ấy, cái tự nhiên mình đọc bị cực á. Đúng không? Thêm cho các chị một em hoa nhí siêu đẹp, siêu sang này. Ở ngoài ấy, khi các chị mặc ấy, em nói các chị nó có cái độ ấm ấy, khi các chị mặc lên trên nó y chang như tơ tằm cao cấp luôn. 200.000 một áo nha các chị ơi, chắc phải là lụa thiên trúc nha. Đợt này em làm mấy cái hoa hoa này hả, mà nói em nhìn em còn mê luôn á, công nhận ra đẹp thiệt luôn. Ly Đoàn A186, vải áo mẫu mặc bên em còn, chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc giá 180.000 một vải áo nha chị. Đặc biệt nha chị nha. Cái hàng này này khi các chị ra di chuyển ở ngoài nắng ấy, nó có cái độ ấm xà cừ rất là sang. Bởi vậy cho nên mới hay gọi là tơ tằm là như thế đấy. Một áo nữa đúng không? Dạ. Rất là đẹp luôn.
88. A288 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A288 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị ơi. Em cầm lên là các chị đã thấy nó ấm rồi. Và đặc biệt nha, nếu ban ngày các chị mặc mà ánh nắng nó chói vào ấy, là nó giống như là khi các chị di chuyển là nó sẽ chuyển sắc ấy. Tina Nguyễn phải áo mẫu mặc A288 nha. Ceramic bốn áo A288, sáu nay lê A288, Mỹ Hải Bùi A288, Vân Thanh A288, Rosie Nguyễn A288, Kim Nguyên A288, Ngọc Như A288, Mai Võ A288, Nguyệt Nguyễn A288, Việt Phương Ta Ly A288, Cẩm Hà A186, Nhà Nguyễn A288. Khánh Lai A288 nữa là hết. Nguyễn Mai vải áo mẫu mặc 200.000 một áo các chị. Mai Loan A186. Vui Nguyên vải áo mẫu mặc. A186 em hết, A288 em hết luôn nha các chị ơi. Giá là 200.000 một áo các chị ơi. Giá là 200.000 một áo nha các chị ơi. Giá 200 một áo, chị nào lấy thì chốt A067 cho em. Mang cái màu ấy cho cô đi nhỏ ơi. A067 các chị ơi. Hoa đán em còn đủ màu nha chị Khả Như. Cho cô màu ngọc đi. Trời ơi chết nữa. A067 các chị ơi. Đúng luôn nhỉ. Y hì luôn đó. Chị nào lấy thì các chị chốt A067 cho em. Giá là 200 nha các chị ơi, 200-270 nha các chị nhé. Chiều nay hai cục đấy cắt hết luôn ạ. Cắt 5 cục. Tụi mày cắt chiến đấu dữ vậy. A067 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A067 cho em. Trời ơi đẹp chị mà. Chị Nguyên A067. Xinh mà. Giá là 200.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A067 cho em. Em thích em quay nha, quay cho nhanh. Hôm nay không thích, ngày mai sẽ thích. Ôi độ mà máy quay nó không bắt nét được luôn, tại vì cái tơ tằm nó ấm xà cừ ấy, đâu bắt nét được rõ đâu. Cái này em không cần quảng cáo đâu, ai lấy không lấy em đi mai ạ. A215 các chị ơi, quảng cáo nhìn nó quá là đẹp. Nó đủ đẹp rồi. Trần Ruby A215, Hoàng Thị Tuyến A215, Nguyễn Loan A215, Hoàng Nguyễn A215, Tiffanina A215, Trần Hoa A215, Vân Lưu A215. Mỹ Hạnh Bùi 2 áo A215, Nguyễn Hồng A215, Liên Phan A215, Vân Thanh A215, Hàng Khang A215, Hương Thảo Nguyên A215, Tiên Dinh A215,
cô nói là lấy cho cô cái đỏ đô. Ok, có mẫu này nữa. Mẫu này đi vào huyền thoại các chị. A215 em hết nha các chị ơi. Cái này là mới cắt cái chị, chưa là không còn một cái nữa, không còn một mẫu nào luôn á. Chưa nay là mấy đứa nhà em là nó nói, nó báo là ở trên này cắt lẻ là không còn một mẫu nào luôn á. Giờ là cái này nó mới cắt lúc chiều em tăng cường cho tụi nó cắt. Còn 4 cái nó ra đi nữa mà. $200,000 một áo nha các chị ơi. 200,000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt A077 cho em. Cái mẫu này mình đang nghiên cứu, có một cái mọc kia kìa, làm biết có lên được không, đang test thử. Được cái thôi ta nói. Lại hết nước chấm nữa luôn, các chị lại tốn tiền. A077 các chị ơi. Mà hình dung thì nó đẹp lắm, mình biết có lên được không. Chấm bánh xèo á. Hết nước của bà đi. Bí hành mùi A077. Chị nào lấy thì Khanh A077, Salamis 2 áo A077, Trần Ruby A077. Mai Võ A077. 200 các chị ơi, 270 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A077 cho em. Chia sẻ livestream cho em với các chị ơi. Trời ơi, từ nãy đến giờ vẫn còn giữ 800 chị đang xem livestream á hả? Ôi, mấy giờ rồi? Út Hiền A077. Không để ý luôn ý. 19 giờ hơn hả? Thôi ôi. Phải áo em mặc Quên hôm nay phải áo mẫu mặc. Em dẹp ghé cho các chị giá 180 thôi chị nhé. Thu Hoàng A077. Chị nào lấy thì các chị chốt A077 cho em các chị ơi. Giá 200,000 một áo, 270,000 một bộ nha. Phú Quân A077. Tiên Nhiên A077. Cái màu này ở ngoài của nó là dạng màu đỏ đô giống em mặc, chứ không phải đỏ tươi đâu các chị. Rồi Bùi A077, Kim Huệ A077. Thế nào lấy thì các chị chốt A077 cho em. Thì Duyên Lê A077. Đâu để ý đâu, nhiều khi bán vậy thôi chứ có kêu gọi các chị chia sẻ livestream đâu. Lâu lâu tự nhiên gọi là nhớ bài ấy thì nhờ các chị chia sẻ livestream cho vậy, chứ có quần em mặc có đủ màu nhưng mà nó không có liên quan tới nhau đâu chị Mỹ Hằng Phù ơi. Không có được đâu chị, em đã nghiên cứu hết rồi cũng được, nó kỳ khôi lắm chị ơi. Màu đỏ đâu em có, nhưng mà bỏ vô cái tự nhiên nó lạc trôi ở đâu ấy. đừng nha chị, em bán cho chị rồi, đến khi mà thợ nó cứ vậy đó, đấy tiền nó may đi xong chị về chị mặc không được chị mắng em chết đấy chị ơi. Nguyễn Mai A077. Tại vì được là em bán các chị liền, còn không được là thôi đừng mặc như vậy, giống như gọi là lấy râu nọ cắm vô cằm bà kia. Mai các chị bảo đùa, chị nghĩ là gu thẩm mỹ của em cũng tốt lắm đấy mà em bán hàng lấy được hả? Thật ra thêm được các chị một cái áo em cũng mừng lắm, nhưng mà nó buồn cười lắm. Nói chung là không được nghe lời em đi. In bông hoa nhí nó đưa cho cô. Chiều nay em cầm hết tất cả vào em thử rồi chị, em có đủ màu nhưng mà vô nó buồn cười lắm luôn. Bùi Hương Lan A077 có nghĩa là hai cái màu đỏ đô em đều có, ví dụ vải trơn kia em có nha. Đây em bầm cho chị xem, chẳng lẽ nói thì chị sợ các chị bảo là em nói dối. Em không có cho nên em nói dối. Bùi Hương Lan áo mố mặt. Lan Chi Mai phải áo mố mặt. Còn A077 hả? Không, hết rồi, có vậy thôi. A077 em hết nha các chị ơi. Đây nè, tơ tằm nó nằm ở đấy, nhưng mà màu đỏ đô nó phía trong của cái mấy cái mẫu mà cháu đang treo đó. Đấy, đi đây. Nó hay lắm. Nó giống như nó đi lạc trôi ở đâu quý chị. Thế này vải trơn của nó đây này. Bây giờ em cố tình em nói được, để chị mặc và chị mặc thế nào. Hay. Hay lắm, cũng được. Không có liên quan gì tới nhau luôn thì thôi, chẳng thè một là mặc quần màu xám như em, còn không thì các chị ở nhà các chị có quần màu trơn nên các chị phối vô thôi nha. Chứ còn bản như vậy thì chửi chết. Có một cái tâm lý như vậy nè, ví dụ như bây giờ em bán cho các chị nha, em giới thiệu cho các chị thợ may ở bên em,
Ví dụ thợ người ta bảo là ở bây giờ thì chị đưa vải thì em cứ may, em đâu biết gì đâu, thì chị bán thì chị nói chuyện với chị Tú, còn cái chuyện em nhận vải thì em cứ may thôi. Đến khi cái chị về chị mặc không được, cái chị bảo sao em không nói chị. Thợ may bảo ủa chị ơi thì cái đấy chị phải nói với chị Tú chứ sao, hoặc là chị phải mua với chị Tú chứ sao, chị lại nói em chỉ có việc nhận may thôi mà. Rồi đến khi đổi qua đổi lại ai chịu trách nhiệm, chị là người thiệt đấy. Con đỡ thảo như vải áo mới làm buồn cười lắm chị ơi. A không bảy bảy em hết rồi nha các chị ơi. Rồi 200.000 một áo này các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A042 cho em. Tại vì cái áo dài nha các chị, nó không chỉ đơn giản đâu. Đơn giản là đơn giản, cắt điệu là cắt điệu, đừng cắt điệu quá nó trở thành lố ấy. A042 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A042 cho em. Chi chương vải áo mẫu mặc, Lan Nguyễn vải áo mẫu mặc, Lan Bùi vải áo mẫu mặc. Giá 200.000 một áo nha. Đây là chất vải lụa thêm chút quá các chị. Trời ơi sao đợt này cái hoa này nó đẹp quá trời ơi. A042 nha, giá 200 các chị ơi, 200 một áo. Mỹ Hạnh Bùi A042, Đền Huy Thiên hai áo A042, Hương Tuy Nguyễn hai áo A042, Thừa Phong A042. Ok chị Tiên đi Nguyễn. Phương Nguyễn A042, Diệu Hồi A042, Trần Thị Lý A042. A042 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị tốt A042 cho em. Còn món này là Thị Kim Nga A042, Bùi Hương Lan A042, Nhà Nguyễn A042, Phạm Hoa A042, Duy Trương A042, Thanh Phạm A042 nữa là hết. Lê Khánh vải áo mẫu mặc. Ok chị Mỹ Hạnh Bùi, 200.000 một áo. Còn các chị muốn mua vải trơn em có nha. A042 em hết nha. Vải này là em có vải trơn nha. Vải trơn thì giá 180.000, em có khoảng chừng 7 màu á các chị. 7 màu. A272 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A272 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Em không hiểu vì sao mà cái mẫu này em cảm thấy rất là sang luôn. Nhưng mà hình như là các chị mua không được nhiều lắm bằng những cái mẫu khác. Cho nên em bảo thế này em cũng nghiên cứu em may cái áo này em mặc à. Cái mẫu này mặc lên nó y chang như là mấy cái dạng mà thiết kế đến pha lê ấy, hàng cao cấp đấy các chị. Nhìn vậy thôi chứ lên áo dài đẹp lắm. Rất là duyên dáng vô cùng. An Nguyễn vải áo mẫu mặc. A272 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A272 cho em. Hoàng Yến vải áo mẫu mặc. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Nguyễn Thị Hoàng A272, Nguyễn Minh A272, Phú Quân A272, Kim Phan vải áo mẫu mặc. Mẫu này các chị may cho em cổ thuyền rất đẹp. Mỹ Hạnh Bùi hai áo A272, Nguyễn Hải A272, Trần Hoa A272, Nguyễn Yến My A272, Trịnh Hoàn A272, Dương Nguyễn A272. Cho cô cái đỏ tươi này đi nhỏ ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A272 cho em. Nguyễn Như Yến A272, Trần Ruby A272. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị. Đợt trước là em mặc quần mùng trơn màu đỏ đô ấy. Đợt này là thợ nó may cho em được cái quần này là em mặc cho các chị thôi. Chứ còn đợt trước chưa có cái mọc này cho nên là em phải đợi á. Đợt này em cố gắng em lấy cho các chị đường cây để dằn bán. Chị nào lấy thì các chị chốt A272 cho em nha. Giá là 200-270 các chị ơi. Còn 3 áo nữa. Cái mẫu này này may lên là nó khá như là cứ mặc Ra Nguyễn vải áo mẫu mặc. Đây với chuẩn là màu đỏ tươi này. Nguyễn Thủy vải áo mẫu mặc. Trời ơi, nhìn thấy cái bộ màu tím cặp. Màu tím cặp với tím xin vậy mấy đứa.
Sao buổi tối nhỉ? Không, cái vải áo mẫu mặc. Màu đấy màu gì nhỏ? Đúng cả. Đúng cả đúng không? Cắt chưa? Thái túi. Có cắt không? Cả kho lại lên tướng là nhờ có 4 màu tím. Jenny Nguyễn A 272. Cắt chưa? Mấy? Linh Thị Mai Nga 7 áo mẫu mặc E093 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt E093 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Màu này đúng chuẩn là màu đỏ tươi luôn á. Châu Phạm A093, Đàn Huy Thinh A093, Vượt Nguyễn 7 áo mẫu mặc, Tiên Dinh A272. A093 là màu đỏ tươi nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A093 cho em. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ các chị ơi. Đúng là đỏ tươi, đỏ đô, khác hẳn trời một vực luôn. Này các chị nhìn cái hoa của nó này. Đến thì Mai Nga A093 Tê-đa-sa Trinh A093. Gọi là nét căng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt A093 cho em nha. Giá là 200.000 một áo, 270.000. Nga Đoàn A272, Vân Vân vải áo mẫu mặc. Phan Thanh A093. Phải không? No. Thế nó sai sai rồi đó. Tím này là tím sim. Thế nhà may A093. Hôm nay cô đã lộ một lần rồi. Chắc luôn ấy. Hợp Nguyễn phải áo mẫu mặc. Đây đây coi nào. Chẳng lẽ mắt mình thương với phải áo mẫu mặc. Chiến Hiến A093. No. Rồi xong phim cục tờ luôn. A093 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt A093 cho em, không phải đâu. Nó quen một lớp nhiệt ủi hơi ấy, tự động màu nó đậm xuống. Ngọc Huyền A093. Phúc Châu A093. Nó ủi bằng bàn ủi hơi nước á. Trên đi Trần vải áo mẫu mặc. Dương Phường vải áo mẫu mặc. Thừa Phong A093. Giá 200.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A093 cho em. 200 các chị ơi, 270 nha. Màu đỏ tươi luôn ấy, nhưng mà công nhận cái hoa dễ thương lắm. Hoa đẹp quá. Hoa rất là duyên luôn. Trời ơi, để cái này từ nãy giờ các chị có để ý nó không? Chứ em là em nhìn nó là em ngẻ nghiêng với nó. Nguyễn Thu vải áo mẫu mặc. 200.000 một áo các chị ơi. Ai thích màu tối hết ta, không có thích không chứ em là mê màu tối. Thanh Huệ vải áo mẫu mặc E127 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt E127 cho em. Mà con nó bóp vào giờ bắt đầu thở toàn là phải thở bằng mũi không chứ không dám ơi thở bằng mồm, không dám thở bằng mũi. Nó ôm á, nhưng mà ôm thì mặc với đẹp, nhưng mà thở bằng mồm không, không thở bằng mũi. Tại vì thở bình thường thì vẫn thở bằng mũi mà. Nhưng mà hôm nay thêm thở bằng mồm. Ngọc Cao Thị Kim vải áo mẫu mặc. Kevin Nguyễn A 127, Nhung Nguyễn A 127, Thúy Hường A 127, Thừa Phong A 127, 200.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A 127 cho em. Các đây chắc khoảng Kim Phùng A 127, tình toàn nhỉ. Em mặc cái áo này nó rộng mênh mông luôn các chị, tại lúc đấy nó may cho em nó rộng á. Xong rồi em mặc Nguyễn vải áo. Bây giờ các chị nhìn nó khác hẳn luôn này đó. Thì nó khác hẳn luôn, chiều nay em mới phải đưa vào cho nó bóp lại xuống 3 phân. Một cái nữa đúng không? Chị nào lấy thì các chị chốt E127 cho em. Yêu em bây giờ chị hết mặc được rồi. Nguyễn Như Yến A127.
69 chị ơi. Chu Thị Hân A 127, Trần Thị Lý A 127. Em thì em không biết, nhưng em nghe thấy nhau nói là giờ chỉ hết hạn được rồi thôi, chứ còn 69 chị. Bùi Hương Lan A 127. 69. 69 ngược 90. Ngược 90, eo 69. Nguyễn Thơ A 127, mông 95. Kem mới cân hôm nay xong. Đây đây biết hai áo A 127, còn hai. Hạnh Nam A 127, còn một. Tiffany A 127. Ngực 90, eo 69, mông 95, kem 1m6. Cho cô cái màu đen đi. Theo em khoái màu đen thế nào. Cứ màu đen làm tới cho cô nè. Đây là chất vải lụa thiên trúc nha các chị ơi. Giá là 200 ngàn một áng nha. Của cái mẫu này. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị ơi. 200 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt A253 cho em. Đã vậy hả? Trời ơi, tự nhiên ngó lên nhìn thấy chị Vân Mai. Cố gắng đi chị. Cố gắng đấy chị ơi. Nhưng mà giờ đang thở oxy đó. Cả nhà đang phản đối kịch liệt với cái kia. Đợt này đó mẹ em về chắc mẹ em mắng chết. Ăn uống không lo ăn uống suốt ngày. Mẹ cũng sợ mập. Sợ mập. Ừ. Kevin Nguyễn A253, Loan Bùi A253, Thu Nguyễn Bẻ áo mẫu mặc A253 các chị ơi. Nào lấy thì các chị chốt A253 cho em nha. Minh Minh A253, Thùy Nguyễn A253, Chu Thị Hân A253, Diệu Hội A253, Bùi Hương Lan A253, Thủy Trương A253 và Trần A253. Út B A253. Ceramic 4 áo A253. Từ từ nha. Yếu ra hết chưa? 4 áo 1 2 rồi chị. 2 dạ. 3 4 còn 1 Nhung ơi. Mỹ Hạnh Bùi A253 nữa là hết. Cho cô cái màu nho này đi. Rồi chúng lấy cái đấy sao? Cái đấy nó giống cái kia đúng không? Mà màu khác đúng không? Dạ. Ờ, cho cô. Không, 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 không. Cái màu xanh đen trước đi. Hả? Đây có cái màu nho. Cái này cháu phải cố cho cô màu da hoặc màu xanh đen. Chứ sao lại bỏ quần đen vô vậy đó. Thôi khỏi đi, khỏi đi. Trời ơi, thấy chưa? Nó chọn chọn phương pháp an toàn. Bỏ cái quần của mẫu A253 vô con 4 áo cho chị đi phục. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị. Đó, nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A240 cho em. Đến độ mà hôm qua em đi lễ ấy chị, mà em mặc cái quần mà hồi xưa em mặc mà cái quần dạng quần baggy ấy, mà hồi đấy em mặc áo rất tốt và cái áo của em nó nhỏ xíu, mà cái lúc mà em mới xanh xong mà mẹ em về mẹ em soạn quần áo cho em ấy, mẹ em còn bảo vậy này, cái áo này mẹ cho con cháu mày đi chân rồi chứ bây giờ mày mặc làm gì nổi nữa. Các chị tưởng tượng nó nhỏ téo như vậy này các chị nè. Mẹ em bảo vậy này, đến đời nào với mặc cái áo này mà mày cứ giữ làm cái gì. Em bảo vậy này, cứ cất đi cho con. Hứa với má luôn, con bé chưa được 1 tuổi con mặc lại cho xem. À, mày nói được làm được nhá, giờ mặc vô tư luôn, vẫn còn lỏng. A240 các chị ơi. Còn hôm qua hả, đi lễ chị Hú nhà em chỉ ủi quần áo á. Sao cái quần của em hồi xưa em mặc có size L à, có size M à. Mà chị bảo em nhỏ xíu vậy này rồi. Cái quần em sao mặc vừa tú. Bảo giờ chị cá gì với em, nếu mà em mặc vô mà vẫn còn rộng thì chị mất cái gì. Bảo mất gì cũng mất hết. Vô cái eo còn rộng bằng này nè. Mấy cái eo rất tốt. Mấy cái quần hồi chưa với quần bây giờ xưa chị mặc á. Bây giờ rộng bằng này này, cái đấy là chị chưa mặc dạ, sẵn không có nha chị Mỹ Hạnh Bùi. Giờ nó như bơi. Bác cứ làm gì em to lắm. Cười khẳng khẳng đấy bạn, giờ mất gì. Mất tháng lương này khỏi trẻ nhá, cười quá trời. 200 ngàn một áo các chị ơi. Ok
Zalo mà mông lép xẹp. Vậy đúng làm giờ nói nhiều lắm rồi nha. Nói nữa là mai thì đầu tư vô 1 tỷ, tôi nói lúc đấy là quần là toàn phải mua size XXXX không á. A240 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A240 cho em. Giá là 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ các chị ơi. Màu này ấy, nếu mà chị nào mặc ấy, các chị đã lấy cho em quần màu da hoặc là các chị mặc quần xanh đen nha. Vì các chị thông cảm là bạn này bạn phối là do bạn nam, bạn chả biết phối màu gì, thế là bạn bỏ màu đen vô cho nó an toàn đấy các chị. Bạn thăm điên đẹp trai cháu em ấy chị ơi. Nam Đỗ A240, Mỹ Hạnh Bùi A240, Uyên Phương A240, Hoa Kiêm A240. Nào lấy thì các chị chốt A240 cho em. Thảm Hoa A240, Đặng Trọng Nguyên A240, Thừa Phong A240, Trần Ruby A240. A240 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A240 cho em. Giá là 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ nha các chị ơi. Ngọc Hoàng A240, cái này em sắp hết mọc. Hết mọc đợt này nữa là em chuyển qua làm vải khác rồi các chị ở đây chứ không còn đâu. Còn phải từng chục cây à. Cây thì nó cứ khoảng ngàn mấy mét à. 500 áo là hết à. Đâu có còn nữa đâu. Chị nào lấy thì các chị chốt A240 cho em nha. Xem em biết A240. 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ nha các chị. Nghe Thanh A240. Cái lộ hoa đám kia kìa. Mà làm hẻm thiết kế lên đẹp lắm luôn đấy. Nhưng mà trời đất thánh thần ơi, bây giờ nguyên tiền vải trơn không mà bán 250 rồi thiết kế lên bán bao nhiêu tiền áo trời. Nhưng mà nó đẹp. Nguyễn Lan A240. Em có test một cái áo em. Hoàng Hoàng A240. Bữa nào em xuống em mặc cho các chị chơi cho vui thôi nha. Chứ còn không bán. Đẹp lắm. Có điều không biết giờ bán nhiêu luôn. Lấy xỉ vào không mà vải trơn đã bán 250 một áo rồi. Giờ thiết kế lên bán 400 ngàn ai mua trời. Lại Thúy đẹp. Nhà May A240. Cái lụa hoa đán hôm nãy á các chị. Uyên Phương có A240 rồi nha chị. Thư Nguyễn A240. 250.000 một áo. 250.000. Xin lỗi, 200.000 một áo, 270.000 một bộ nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A031 cho em. Nhà mình giữ từ lúc bán hàng cho đến bây giờ gần 10 giờ là lúc nào cũng trên 700. Đinh Thị Mai Nga A031. Đinh Nga A031. Cái này gọi là quá đỉnh luôn chứ đẹp gì nữa trời. Thư Nguyễn A031. Hai đúng không? Vâng. Gọi là quá đẹp luôn chứ còn gì nữa trời. Nguyễn Như Yến A031. Thu Nguyễn A031. Nguyễn Hồng A031. Nam Đỗ A031. Ngọc Hương A031. Trần Ruby A031. Có một người. Phú Quân A031. Ceramic 2 áo A031. Diệu Huệ A031. Thanh Dung A031. Nga Thanh A031. Còn 1. Nhí này mấy chị ơi. Bích Thảo phải áo mẫu mà. Nhí này mấy tình yêu ơi. Giá 200 ngàn một tháng nha các chị nha. Giá 200 ngàn một tháng còn mấy ạ? Còn không? Hết rồi hả? E117 các chị ơi.
E117 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt E117 cho em. A03 bọn em hết nha các chị. Ở bên phải áo mẫu mặc giá 180 chị ăn. Là cái hàng hôm nay mới cắt là hoàn toàn đưa hết qua đồ đúng không? Giá là 200 nha các chị ơi, 270 nha các chị nha. Chất vải là lụa thêm chút á. Xếp vàng tập từ đầu tới cuối luôn đúng không? E117. Chị nào lấy thì các chị chốt E117 cho em. Diều Huệ A117, Đoàn Huy Thanh A117, Sadamix 4 áo A117, Thừa Phong A117, Hai Dương A117, Phú Quân A117. Rồi rồi, đến đây cho cô hết đi, coi cô coi những cái nào. Mẫu nào Út B A117, Hải Nam A117, Nguyễn Mai A117, Nguyễn Hiếu A117, Thương Nguyễn 7 áo mẫu mặc. Mấy? 4. Phương Mai Nguyễn A117, Nguyễn Mến A117, Nguyễn Hà hết. Chất này mới này các chị. Chỗ châu xe đẹp lắm. Giá là 250.000 một áo vải có độ co giãn nha. Em mới này đi mang. Màu này của nó ở ngoài là dạng như là màu hồng vôi ấy nha các chị nha. Rất là sang, không hề xém một tẹo nào và đặc biệt. Anh vẫn phải áo mẫu mặc. Very trẻ luôn. 250.000 một áo các chị ơi. Chất vải là lụa lụa châu xe. Chất mới ken. Và đặc biệt khoảng này không có bóng. Dày, nặng mình, rất đẹp. A048 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A048 cho em. Giá là 250.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt A048 cho em. Đưa cho cô cái quay đều đó luôn đi. Bỏ ra đây cho cô sẵn luôn đi. Lê Thị Mỹ A048, Thanh Như A048, Phan Thanh A048, Ngọc Như A048, Huyền Trương A048, Thừa Phong A048, Vân Toàn A048, Ngọc Hạnh A048, Trần Thị Lý A048, Nguyễn Thị Kim Dung A048, Vũ Hường A048, Thiền Nguyễn A048, Hoa Thiêm A048. Không Hàng Mai vải áo mẫu mặc. Không nhận được. Khi nào lấy thì các chị chốt A048 cho em. Thủy Vũ A048, Học Hoàng A048, Thiền Nguyễn A048. Cho cô biết này là của độ bảy lên đi. Độ nào? Đúng rồi. Độ sâu xa. Cực kỳ sang luôn nha các chị nha. Sang lắm. 250.000 cảm nha các chị nha. Ceramic A048. Còn 1 250.000 một áo. Ôi, nè, các chị. Ok, chị Nguyệt Nguyễn.
Vải này này các chị, dày, dày có nghĩa là dày dày gấp 2 lần mà mấy cái lụa phép em vẫn bán các chị đó. Và vải này đặc biệt là cái nền mặt vải của nó không có bóng và nó có độ co giãn để cho các chị mặc, nhưng không phải là co giãn mà co giãn tét loét đâu nha. Rất là ôm dáng đẹp tuyệt vời luôn. $250.000 một áo các chị ơi. Rồi. A087. Chị lấy A087. Chị nào lấy thì các chị chốt A087 cho em. Mấy hàng này em cũng có ít lắm. Lâu lâu có được khoảng chừng 20-30 mẫu bán các chị thôi, chứ không có nhiều đâu các chị ơi. Đoàn Huy Thanh A087. Chuẩn chuẩn vàng, gọi là vàng hoàng hậu luôn á. Một cái áo nó nặng. Cầm Hoàng Huy Thanh A087 chịu vai luôn á. Loan Bùi A087. Phương Lê A087. Ngọc Huyền A087. A087 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A087 cho em. Giá là 250.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị ơi. Yến Nhi A087, Nguyễn Thị Hoàng A087, Thẩm Hoa A087, Tivanila A087 nữa là hết. Nổ luôn nhé Nhung. Từ chiều tối đến giờ là chưa hề chốt đơn bất cứ một cái áo nào luôn á. Ôi trời. Cái chuyện mà nó gần giống nhà tớ có mà đầy. Nhà tớ đầy. Còn phải lo. A013 các chị ơi. Trời ơi. Từ nãy giờ là em nín dữ lắm luôn rồi mà. A087 em là em phải để lại một áo này em đi may luôn. 200.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A013 cho em. Từ đầu like đến bây giờ là chưa hề để lại một cái áo nào mà cái áo này. Cho dù nó cứ bảo gần giống em cũng đôi với em chả quan tâm đó các chị. Mai nguyên cái dàn mốt, nguyên cái dàn kia nó đi hết luôn rồi. Còn cái nào mà em may mà em mặc mà em cảm thấy là vừa dáng nhất, hoa tối tối nhỏ nhỏ như vậy là em mang về nhà em mặc, đi lễ. Chi Lê A013, Nhung Nguyễn A013, Thủy Nguyên A013, Huyền Trương A013, Trần Hồng Thúy A013, Nguyễn Như Yến A013, Đoàn Huy Thanh Ai 2 áo A013, Ngọc Đỗ Bích A013, Phú Hường A013, Diệu Hội A013. Còn 3 Nhung ơi. Nguyên Phan A013, Thu Nguyễn A013, Trần Ruby A013 nữa là hết. A013 em hết nha các chị ơi. Giá là 200.000 một tấm. Giá là 200.000. Này, đó. Đấy, nhường cho các chị mặc đi, mai em làm sao em mặc xong được mà. Em may chỉ có một lượng, trong vòng 3 tiếng đồng hồ là em có áo mặc. A023 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A023 cho em. Giá bản A013. Giá là 200.000 một áo, 270.000 một bộ. Nhỏ ơi, cháu đổi cho cô thắng quần hồng dâu đi nhỏ. Đồng hồ có gì không ạ? Ngọc Như A013. Không khác gì tơ tằm cao cấp luôn. Đúng rồi. A023 nha các chị nha. Rosie Nguyễn A023, Nhung Nguyễn A023, Đoàn Huy Thinh 2 áo A023. Không nhăn tẹo nè. Út B A023. Ngọc Đỗ Bích A023, Thảo Nguyên A023. $200.000 một áo, 270.000 một bộ, chứ phải là lụa tơ tằm nha các chị ơi. Cẩm Tú A023,
Mi Phượng A023. Còn 2 nhưng mà chị nào lấy thì các chị tốt A023. Gõ Ngọc Dầu A023. Còn 1. Em không còn đủ 5 áo nha chị Sarah. Theo Vin Nguyễn A023 nữa là hết. Ok chị Nguyễn Nguyên, chị nhắn tin bên em cho thông tin nha chị. Công nhận cái màu này đẹp quá. A248. Ủa sao tự nhiên có 1 mét rưỡi vậy nhỏ? Mấy mấn phải áo mẫu mặc. Sao để liền 3 mét rưỡi luôn. Mấy cái kia thì phải cắt lẻ ra thôi. Có này nhiều khi mấy cố mua liền vậy. Mấy cố may được lợi được 2 cắn. A248 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A248 cho em nha. Giá là 200 ngàn một áo nha các chị nha. 270 ngàn một bộ. Cái này phố quần màu hồng Vũ Hải Chiều A248. Minh Minh A248. Trần Thị Lý A248. Có cúc Khoa Thi A248. A248 em có cúc 1,5 m đấy. Chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy nha. Yên Võ A248. Lê Thị Mỹ A248. Hồng Kim A248. Rồi cho cô cái Nguyễn Hồng A248 nhỏ. Đó, cái chút ta màu hồng á. Xin Nguyễn A248 1,5 m. Yến Đoàn A248. Đỗ Thanh Thanh A248. Cho cô cái quần đen nhỏ. Trang Nguyễn A248. Còn 2. Còn 3. A248 nha các chị nhắc. Chị nào lấy thì các chị chốt A248 cho em. Giá là 200 ngàn một áo, 270 ngàn một bộ nha các chị nhé. Tỏi là gì? Tơ tỏi. Giá mà mình trẻ ra được thêm khoảng từ 10 tuổi đấy nhỉ. Đinh Thị Mai Nga A248. Hải Nguyễn My A248. Ti Vanilla A248. Hai trăm năm mươi ngàn một áo các chị ơi. Thổi cái màu hồng. Màu hồng phải nói nè. Trời ơi không đẹp, em không lấy tiền mấy chén nhà mình đâu. 250 ngàn một áo các chị ơi. Lạ, sang, không xến. Màu, màu này ở ngoài là dạng như màu hồng vôi ấy nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A242 cho em. Không phải hồng phấn nha, em nói trước à. Cái màu hồng phấn nó rất là sáng và nó rất là trẻ. Còn cái này của em là dạng màu hồng vôi. Sang với vải áo mẫu mặt. Sang lắm, vải có độ co giãn nha các chị nha, không có bóng. Cái này mà mấy cái mùa lễ hội ấy, hoặc là tặng thầy cô giáo. Ôi mấy màu mấy cô thích lắm luôn. A242 các chị ơi. Ceramic 2 áo A242. 250 ngàn một áo, 320 ngàn một bộ nha các chị nha. Phan Thanh A242.
Khi nào lấy thì các chị chốt A242 cho em. Ở bên đấy còn mẫu nào nữa không nhỏ? Khang Quách A248. A242 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A242 cho em. Giá là 250.000 một áo, 320.000 một bộ nha các chị ơi. Em có bon ABC, đúng hàng hãng ABC luôn. Rồi mẫu này bạn lỡ bỏ ra rồi, em khuyến mãi một mẫu này các chị giá 180. Họ mắc công em vô cắt đi, cũng là chất vải lụa tơ tằm em đang mặc trên người luôn nha. Đó, khuyến mãi một mẫu này cho các chị giá 180. Ướm thì nó như thế này thôi, chứ khi các chị may lên ấy, cái hoa này này các chị nó nằm ngay ở đây nè nha, chứ không phải nó nằm tự nhiên du duyên du dáng, nó nằm ngay ở bụng như vậy đâu. Tại vì em không thể nào mà cứ tút lên trên đây cho các chị được, cho nên bắt buộc là thường tụi em chỉ ướm ở phía dưới này thôi nha, chứ không phải nó nằm du duyên du dáng ngay bụng này đâu, nằm ngay ở cái chỗ chân eo này là rất là đẹp. Mẫu này khuyến mãi các chị giá 180, nhưng mà một màu này. A156 nha, chị nào lấy thì các chị chốt A156 cho em. Quý Ngọc Hường A156. Văn Đỗ Thảo Nhi A156. Sadam Big 3 áo A156. Cindy Phạm A156. Đêm Thị Mai Nga A156, TV Mới Nam 156, Sử Ni A156, Trần Ruby A156 nữa là hết. Nhỏ, có phải cái này là cháu nói với cô buổi chiều là cái này hay là cái màu đen? Coi như vừa bán vừa chiên các chị mẫu này luôn, giá 180 luôn nha các chị nha. Làm hai lần cho em luôn. Trong khi đấy mọc này không còn để làm nữa. Nhiều khi cũng người ta cũng có sơ sót luôn chứ không phải là không đâu. Đó, riêng mẫu này em khuyến mãi các chị giá 180 luôn. Đấy nhanh nha, đổi ý là lại không khuyến mãi nữa ạ. Chất vải là lụa tơ tằm nha các chị ơi. A151. Khoan. Ủa, hai cái màu này nó khác nhau không mẹ? Có liên quan gì đâu. Đố năm vải áo mẫu mặc. Cái này là xanh dương, còn cái này là xanh coban. Chị nào lấy xanh dương thì các chị chốt xanh dương cho em đi, còn chị nào lấy coban thì các chị chốt coban cho em đi, chứ giờ em chịu thua rồi đấy. Chốt A151 cái màu xanh dương. Ok, rồi vậy chốt cái này trước nha. Nguyễn Lan A151, Minh Minh A151. Thế mà mình theo Nguyễn Sanco ban 180. Đinh Thị Mai Nga A151. A151 các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt A151 cho em nha. Giá em tính các chị 180.000 một áo á các chị ơi. Cái này mai mốt mà treo gì cột hết và luôn đi rồi chúng xác định lại trên tàu hàng mang một lần nữa nó nha mấy đứa. Phẩm Tú Xanh Cô Ban, Hàng Nguyễn Xanh Cô Ban, Nguyễn Ngọc Hường Xanh Cô Ban. Phúc Thảo A151.
pyramid 3 áo A151. Mình bán A151. Thang quách A151. Vũ Hải Triều sang cô ban. Quân Toàn sang cô ban. Bình Yên sang cô ban. Rosie Nguyễn A151. Vũ Đinh A151. Nào lấy ra ra mít xanh cô ban. Rồi cho cô cái nền đen mà hoa màu hồng nắng sen màu sáng ấy, nhỏ ngay dưới chân của cháu đó. Có nhìn thấy không? Trần Ngân A156. Chị nào lấy thì các chị chốt A151 cho em nha. Đây. Giá 180 các chị ơi, riêng mẫu này em xin hỏi các chị luôn. Một hồi cho hoa hết cả mắt. Rồi mẫu này nữa. Mẫu này các chị nhà em cứ chốt thoải mái đi các chị. Cứ chốt thoải mái đi. Giá 180. Ta ra mít thêm một áo A151. Giá 100.000 một áo 2m, khổ 1m6. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hồng cho em. Ủa, chiều nay hình như chị nhường đi may rồi đúng không? Chị nhường cho tụi mày rồi đúng không? Bây giờ còn đúng không? Lấy lại là được rồi gì? Út BA151. Đen hồng các chị ơi, đen hồng giá 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hồng cho em. Giá 100 các chị ơi. Dạ, yeah, chị chưa sắc, chốt cho chị Rosie Nguyễn. Rosie Nguyễn A151. Giá 100.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hồng cho em. Còn một như 10. Nguyễn Liên Nguyễn đen hồng. Nguyễn Thị Hồng Liên đen hồng. Kevin Nguyễn A151. Đen hồng nha. Nguyễn Như Yến đen hồng. Đen hồng cho em. Phúc Thảo đen hồng. Nguyễn Thị Hoàng đen hồng. Đen hồng thì nào lấy thì các chị chốt đen hồng. Hồng Anh đen hồng. Vải có độ co giãn 4 chiều, không cần phải lót, không xù trước đường chỉ, rất là đẹp. Chị nào lấy thì các chị chốt đen hồng cho em. Cho cô cái khăn đen đi. Đấy. Ừ. Giờ đang là trend hoa lớn nè. Ừ. Cho cô ban hồng. Hành Nam đen hồng. 100.000 một áo nha các chị ơi. Đẹp như là nét như Sony luôn á. A102 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A102 cho em. Em có von ABC chính hãng á các chị. Giá hơi chua chút xíu thôi nhưng mà rất là chất lượng. Phương Nguyên đen hồng 3 áo. Yên Phương A102, Đa Phi A102, Ngọc Hương A102, Chi Lê A102, Ngọc Đỗ Bích A102, Phan Thanh A102, Rosie Nguyễn A102. Thúy Thanh A102. A102 nha, giá 100.000 một áo, 2m của 1m6, phải có độ co giãn các chị ơi, không cần phải lót. Không cần phải lót gì hết, cứ vậy là mua về mặt thôi. Phường Nguyễn A102, Tú Thanh Nguyên A102, Vũ Đinh A102.
Giá là 100 ngàn. Nguyên em 102. Kevin Nguyễn Nam 102, Trang Nguyên Nam 102, Nguyễn Thị Hồng Liên A 102, Nguyễn Như Yến A 102. Khang Quách A 102. Vừa con A 102. Bay Võ A 102, Rosie Nguyễn thêm một áo A 102, Ngọc Đỗ Bích thêm một áo A 102, Nguyễn Huệ A 102, Thu Anh A 102, Yến Trương A 102. Khi nào lấy thì các chị chốt A 102 cho em. Giá là 100 nghìn một áo 2m của 1m6 phải có độ co giãn không phù, không xước đường chỉ, nói chung là các loại. Dạ em chào chị Kim Lê. Xem mùa hè mà còn không nhỏ cho cô phải áo luôn. Thì nào lấy thì các chị chốt A102 cho em nha. Giá giá 100 nghìn một áo các chị ơi. 100 ngàn. Tiền Diệu A102, Qua Khánh A102. Nền của nó ở ngoài là màu xanh đen, hoa của nó màu đỏ. Quá Ngọc Đàm A102. Quá trời quá đất là nó xanh. Ui trời, ui giời ơi. Chị sẽ tặng lấy mấy cái thì nó nói đi để nó lấy cho. Cổ nhẫn và hai con nhỏ này. Chùa này. Khang Nguyên A102, Phúc Thảo A102. Người ta mệt rồi đó nha. Người ta cáu bây giờ đó nha. TV Nguyễn A102. Có bao giờ mà áo đỏ đô mà mặc cái quần màu tím không ta? Tím tha, tím huế. Em thử tự thử con nó có bị treo không ta? Thì em thấy là cũng hay đấy. Thương Nguyễn A 1022 áo. Tú ơi, em còn gấm bông nhỏ nhỏ có ánh kim không Tú? Hôm trước chị có mua mặc. Trời đất ơi chị ơi, chị hỏi mà hỏi em kiểu này chắc em cũng không biết trả lời chị làm sao luôn á. Chị muốn hỏi cái mẫu nào thì chắc chị phải gửi hình, chứ chị mà hỏi em kiểu đấy là em thua luôn á. Đỏ đô giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Đỏ đô nha, đỏ đô giá 100. Nhưng mà cái quan trọng nhất này, nếu không thích may như vậy, may như vậy cho em rất là xinh nè. Ở ngoài của nó là đỏ đô nha các chị ơi, không phải đỏ tươi nha. Đô. Hoàng Vũ A102. Giá 100 ngàn một áo nhé. Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Phúc Thảo đỏ đô 2 áo. Vũ Đinh đỏ đô. Đỏ đô, chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Giá 100 các chị ơi. Giá 100 đỏ đô. Cái hai lúa lúa này. Trần Hoa đỏ đô, Nguyễn Như Yến đỏ đô. Hai nó giống như bông lúa 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 lúa. Được chưa? Chị nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Giá 100 các chị ơi. Giờ này đến giờ rồi mà. Kevin Nguyễn đỏ đô, Ngọc Như đỏ đô. Nhật Phượng A102. Kim Thoa Lê đỏ đô 2 áo. Còn nha, đỏ đô còn á. Còn nhiều luôn á. Khi nào lấy thì các chị chốt đỏ đô cho em. Cho em mấy áo đi. Dạ, Linh đỏ đô. Xong rồi cho cô cái hoa nền đen ở dưới này. Các chị khách mới vui lòng comment giúp em cho em xin số điện thoại nha các chị ơi. Đúng rồi. Cho coi trong kia thôi chị hả, nó treo không hay là nó gỡ ra rồi. Huỳnh Ngọc Trang đỏ đô, Phương Nguyễn đỏ đô. Huệ Huệ vải áo mẫu mặc. Hoa
Ủa đen đỏ đô hai áo. Công nhận cái hai này ở ngoài nó xét, nó nét lắm nha. Giá chốt đơn 100.000 một áo các chị ơi. Có một chị nào lấy thì các chị chốt A018. Nguyễn Nhung đỏ đô A018. Không có thì thôi đi nhỏ ơi. Rồi cho cố bật đấy lên. Ờ cái này giống nhau. Cái nền màu cái này nè. A018 trước đi nha. Daffy A018, Uyên Phương A018, Willy Nguyễn A018, CB Nguyễn A018. A018 em có Huyền Nguyễn A018, Hiền Diệu A018, An Thiên A018, Vân Thanh A018. A018 là em có một khúc 2m2 nha các chị nha. Kiều Anh Lê một áo đỏ đô. Trang Nguyễn A018. Phúc Thảo hai áo A018. Dạ Linh A018. Chị Dạ Linh cho em xin số điện thoại nha chị Dạ Linh. Dạ đúng rồi chị Thanh Thư Huế. A018 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A018 cho em. Mấy cái hàng mà bây giờ bán 100.000 một áo toàn là hàng này không à chị ơi. Toàn là hàng này không à. Em nói các chị nếu mà chị nào mà ghé vô chợ Xỉ là coi như là tràn ngập toàn vải này không. Từ hoa nhí tới hoa bông chân tới màu trơn các kiểu. Nó là em lựa dữ lắm luôn á. Chứ còn cái hàng này có nhiều mẫu nó nhìn nó thường lắm. Mà em lựa cho các chị là với cái giá này thì em cảm thấy cũng là rất ok luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt A018 cho em nha. Giá em tính các chị 100.000 một áo. Huỳnh Ngọc Thông A018. Có lại cái mẫu này nè. Mẫu này là mẫu của thương hiệu ABC ở Trung Quốc. Nhưng mà phải công nhận cái mặt hàng của nó đợt này đẹp lắm các chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Cái mặt hàng nó nhẹ. Đợt này nhẹ lắm. Nhẹ gần bằng với lại lụa lặn hay gọi là lụa mịn ấy. Có chiếc ở kia kìa. Đưa cho con. Nhưng cái này nó luôn là cái đó này. Với lại giá 100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt cho em là kem ABC các chị ơi. Đến thì Mai Nga A018. Món này gọi là phiên bản của thương hiệu nổi tiếng. Mai Thanh A018. Cái này gọi là hàng pha ke. Hàng pha ke A018. Kem ABC nha các chị nha. Thu Thảo Nguyên kem ABC. Phải có độ cao kem nhỉ? ABC. Không cần phải lót phải gì hết. Con Thanh kem ABC. Mà cái hoa này này, đợt này nó nhỏ hơn cái phiên bản của ABC một chút xíu thôi cho nên cái hoa nó thăm hơn đấy các chị. Thúy Phạm kem ABC, Yến Xuân kem ABC. Chị nào lấy thì các chị chốt kem ABC cho em. Winnie Nguyễn kem ABC. Kim Hương hai áo kem ABC. Trăm nghìn hả? Phương Nguyễn kem ABC hai áo. Thúy Trần kem ABC. Lê Thủy kem ABC. Thanh Nguyễn kem ABC. Út B kem ABC. Kem nha các chị nha. Kem ABC các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt kem ABC cho em. Kim Liên Lê A018. Huỳnh Hương kem ABC. Nguyễn Thị Hồng Liên kem ABC. Em có mẫu này.
100 luôn nha các chị ơi. Nam Ngô kem ABC 100.000 một áo luôn nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A268 cho em. Dạ còn nha chị Võ Quốc Hoa Thi. Thì bảo ủa rõ ràng nó treo mà sao nhìn nó trong kia A268 Daffy A268, Winnie Nguyễn A268, Trần Kiều Đương kem ABC, Ceramic 4 áo A268, Uyên Phương A268, Kevin Nguyễn A268, Phan Yến kem ABC, Ngọc Đỗ Bích A268, Ngọc Như A268, Thiểm Mỹ 2 áo A268, Phu Trân A268, Song Nguyễn Vân A268, Ngọc Ngọc Huyền A268, Võ Quốc Khoa Thi A268, Đần Bích A268, Thanh Nguyên A268, Ngọc Như có đổi nha chị này đâu nhỏ. Bạch Mai A268, Anh Trần A268, Kim Dung 2 áo A268, Kim Liên Nguyễn A268, Nguyễn Thị Hoa vải áo mẫu mặc. Mẫu này mà ai không mua tiếng bán chị. Cái này là em cố tình em để lại. A268 em hết cho các chị. Này em để lại em đi mai mà. Em còn chưa thèm xếp luôn. Không bao giờ quan tâm về vấn đề vải gì hết. Chỉ quan tâm tất vấn đề là chất vải lên có đẹp không và hoa văn có thích không. Giá 100.000 một áo các chị. Giá 100.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A182 cho em. Một trăm nghìn một tháng. Kevin Nguyễn A182, Nguyễn Minh Phạm A182, Thanh Dung A182, Vi Thảo A182, Phúc Thảo A182. Giá 100.000 một áo nha, thấy chưa? Hôm nãy cô đứng đấy cô thay quần áo cho mình thấy mà. Cái màu xanh đó. Đây nè, giống như này nè. Nè. Đây nè, nó có 3-4 năm áo thôi, ở trên kệ á. A205 nha các chị ơi. Cái này á, Đỗ Ngọc Lan A182. Các chị ơi, cái nền này Phạm A182. Nền này này là nền của nó ở ngoài là màu nâu nha, không phải màu đen nha các chị nhá. A205 nha các chị nhá. Cái nền này ở ngoài của nó là màu nâu đen chứ không phải màu đen nhá. A205.
Quách A205, Vi Thảo A205, Kevin Nguyễn A205, Phúc Thảo A205, Nguyễn Hà A205. 100.000 một áo thôi các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt A205 cho em. Giá 100 nha các chị ơi, 100 một áo. Tú Thanh Nguyên A205. Không còn mấy mẫu nữa. Bùi Hương Lan A205. Uyên Phương A205. Chị nào lấy thì các chị chốt A205 cho em. Giá là 100.000 một áo các chị ơi, 100.000 một áo, 170.000 một bộ. Thảo Lê A205. Mẫu này em có hai màu là màu xanh và hôm nay em có thêm được cho các chị màu. Thừa Phong A205 sàng lắm. Cái này là em ôm cho các chị hơi bị nhiều luôn ấy, chứ em mà không chậm chậm vài cả là hết trong vòng đúng một nốt nhẹ luôn ấy. Mấy cái hàng này ở dưới đấy á, dằn nhau lấy dê lắm các chị. Em có hai màu nha, em có xanh ngọc và em có màu da, hai màu giá 150.000 cực kỳ sang. Nhật Phượng A205. Mẫu này các chị đắm cho em là da 150 nha. Và xanh ngọc 150. Có hai màu. Hai màu duy nhất và màu nào cũng đẹp. Áo dài này, đầm này, áo kiểu này, đồ bộ này, muốn may cái gì cũng đẹp hết. Vải không xù xước đường chỉ nha, có độ co giãn rất là mát. Yên Phương da 150. Ai chưa mua thì nhớ mua nha. Đến thì Mai Nga da, Mai Võ xanh ngọc, Khang Quách xanh ngọc. Ngọc dưới này chưa cắt nha, còn cây nữa, còn cây hai cây gì á. Phúc Thảo da và xanh ngọc, Đỗ Ngọc Lan da, Lê Thị Hiền da, Vũ Địch xanh ngọc, Kim Phụng xanh ngọc, Nhung Lê da, Thanh Thái Nguyễn Thi da, Hàng Đinh xanh ngọc, Vân Thanh da, Cộng Lừa xanh ngọc, Vi Thảo da và xanh ngọc, Nguyễn Thanh Huyền xanh ngọc, Phạm Hoa xanh ngọc. Vài áo mẫu mặt còn nha chị. Ceramic 2 da, Nguyễn Hà xanh ngọc, Giang Nam xanh ngọc, Rosie Nguyễn da và xanh ngọc, Hoàng Nam da và xanh ngọc, Kim Hương xanh ngọc, Yên Phương xanh ngọc, Yến Đàn da. Vài áo mẫu mặt bên em còn, chị nào lấy comment giúp em vài áo mẫu mặt ạ. À, đây này các chị ơi. Phương Liêu da, Cẩm Đường xanh ngọc, ngọc em có khúc 1m6 này, chị nào có nhu cầu mua thì các chị lấy khúc kia xanh ngọc 1m6 nha các chị nhé. Thanh Nguyễn da, Hải Hà xanh ngọc, có đúng hai màu duy nhất nha các chị. Lắm chắc vải. Vi Thảo vải áo mẫu mặc, chắc vải gọi là siêu tây luôn á. Yeah. Đây, Minh Phượng da, Thu Thảo Nguyên da, da còn một chiếc này. Thấy có cái gì đó. Vân Anh Vân xanh ngọc 1m6. Ceramic xanh ngọc, Kim Thoa Lê da, nước cái bếp phải. Rồi các bạn sáng cô thấy. Nguyễn Thị Hoa xanh ngọc, Bình Yên xanh ngọc, Nguyễn Toán da. Các chị để ở đâu? Phương Nguyễn hai xanh ngọc hai da. Tường Vi Dinh vải áo mẫu mặc. Mẫu này các chị chốt cho em là nhí nha các chị ơi, giá 100.000 một áo nha các chị nha. Nhí. Ôi, được có lôi que nữa. Rồi thì Nguyễn thêm một áo xanh ngọc. Vân Nguyễn hai áo xanh ngọc. Vân Nguyễn một. Còn mà xanh ngọc cũng còn mà da cũng còn đấy. Này các chị ơi,
100.000 một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Di Thảo nhí, Phúc Thảo nhí, Diệp Yến Oanh nhí. Nhí ở bên kia còn một bịch nó chưa kịp xếp luôn, sáng nay mới cắt xong tức thì luôn. Kevin Nguyễn nhí. Rosie Nguyễn thêm một áo da. Nhí nha các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt nhí cho em. Cho cô cái bịch em lấy. Bích Hồng Trần nhí mặt và một vải áo mẫu mặt. Đoàn Bích nhí. Vũ Minh Lan vải áo mẫu mặc. Nguyễn Hà nhí. Nhí giá 100. Còn Dung hai áo nhí. Dạ được cho chị Vân Nguyễn. Không nhận nhìn trên live nó không đẹp chứ ở ngoài. Nguyễn Hồng nhí. Thủy Nguyễn nhí. Hai áo đầm của lá sen. Tự nhiên thích bánh bèo dữ vậy trời. Trần Thoại Cẩn lên vải áo mẫu mặc. Trời ơi, cái này phải dưỡng lắm luôn á. Mây Nguyễn Thị nhí. Vậy chú chiều nay á hả? Ăn của chị làm rớt, chị xuống dưới từ dưới trên bóng xuống mà rơi, chị hét. Thúy Phạm nhí. Chị là lan là xóm lên mà cả nhà phải chạy rồi. Đẹp không các chị ơi? Chứ em là hết nói nổi luôn rồi đấy. Giờ là thấm mệt rồi là bắt đầu đứng không à. Không nói câu nào nữa hết á. A062 nha các chị nha. Giá 100 luôn các chị ơi. Trời ơi, nó còn bỏ cái này ra nữa chứ. Hồng Nguyễn vải áo mẫu mặc. Cái gì cũng muốn bán ấy. Ngày bán hết đi được chắc cũng bán. Nguyễn A062. Vi Thảo A062, Yến Nhi A062, Dạ Linh A062, Ngọc Đỗ Bích A062 hai áo, Đinh Thị Mai Nga A062, Nguyễn Hồng Điệp A062, Thanh Thái Nguyễn Thi A062, Thúy Phạm A062, Quế Văn Lý A062, Trần Hoa A062, Vân Phạm vải áo mẫu mặc. A062 em chốt đơn giá 100 nha các chị ơi. Em chốt đơn giá 100 nha. Nguyễn Hồng Điệp A062, Phan Thanh A062, Nguyễn Thị Kim Dung A062, Mai Thanh A062, Nguyễn Hà A062, Phúc Thảo A062, Văn Phạm A062, Kim Thoa Lê A062. Cho biết A062 cho em xin số điện thoại nha chị ơi. Hoàn Thị Kim Anh A062. Vải áo mẫu mặc giá 180 cho chị. Bên em giảm giá còn 180 hả? Thanh Nguyên A062, Hồng Nguyễn A062, Hằng Võ A062. Thủy Anh Nguyễn Thi A062. Giá 100.000 một áo cho các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A062 cho em. 100 thôi các chị ơi. Vải rất là rẻ. Không hay vải áo mẫu mặc. Chất vải mặc rất là ok luôn ha. Chị nào lấy thì các chị chốt A062 cho em. Còn có mấy áo nữa thôi. Các chị ơi, mình hết cho em đi. Đừng có để lại làm gì hết. Ủa, mỗi ngày bán nữa. Thôi làm buồn vải áo mẫu mặc. Cái này mặc là đúng ấy luôn ấy. Mấy quý bà luôn ấy. Cái này có treo chưa nhỏ? Cái kia lấy cho cô ơi. 150.000 một áo nha các chị ơi. Ui. Thúy Trần vải áo mẫu mặc. 150
50.000 một tháng. Trời, công nhận cái màu này nhà mình nó giống y chang luôn đó trời. E1 21 nha các chị nhá. Giá 150.000 một áo. Em như vậy áo mẫu mà. Các chị chốt E1 21 cho em. Kim Chi Huỳnh một áo da. Tuyền bag, tay, quần nữa. Ghe yeah, đây nè. Cái kia. Wow. Vi Thảo A121, Đinh Thị Mai Nga A121, Chi Lê A121, Anh Trần A121. Thôi tôi từ đấy tới đấy mà đã quên nha. Mai Võ A121, Quyên Lê Nguyễn A121. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt A121 cho em. Giá là 150.000 một áo, 250.000 một bộ nha các chị nha. Phúc Thảo A121. Minh Phượng phải áo, Minh Phượng phải áo mẫu mặc. Vừa bớt cho các chị 20.000 một áo này. Vừa không bằng đợt đầu tiên luôn này. Chị nào lấy thì các chị chốt A121 cho Nam em. Nam Mộc A121. Giá là 150 các chị ơi. 150, 20. Quế Vân lấy một áo kem ABC 20 chứ. Nguyễn Lan phải áo mẫu mặc. Nguyễn Hồng A062. Yến Nhi A121, Thanh Nguyễn A121, Yến Nhi A121, Lê Thủy A121. Cái này nhà mình còn đen hồng không? Còn đúng không? Kim Trung Phẩm A062. Giá 100.000 một áo nha các chị ơi. Mẫu này em có đen hồng nữa mà giờ tụi nó chưa cắt, giờ con còn có mỗi đen trắng nha các chị. Cái mẫu mà đi vào huyền thoại á trời. Bán 1 tỷ lần vẫn cứ thấy nó đẹp. Đen trắng giá 100 nha các chị ơi. Hôm nay nhà mình live chiến đấu nha, đến 11 giờ luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nha. Giá 100.000. Tường Vi Dinh đen trắng, Thị Hằng Đỗ đen trắng. Thật ra cái màu này ở ngoài của nó là cái màu giống như dạng là màu vàng, màu trắng mà trắng kem vàng ấy các chị, chứ không phải là màu kem trắng đâu, cho nên cái màu Hoa Đen Xuân sang. Đen trắng sang lắm. Xuân Mai đen trắng. Ceramic đen trắng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chất vải đợt này ấy, nó mềm, nó mỏng và nó mịn y như là lụa mịn hay gọi là lụa lặn đấy các chị. Chứ nó không còn là mango nữa đâu. Thật sự luôn là chất vải rất là đẹp so với hồi trước nhiều lắm luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt đen trắng cho em nha các chị nha. Có dán không cần Hương phải lo gì hết. Nguyễn đen trắng. Nguyễn Thanh Huyền đen trắng. Hoài Hiền vải áo mẫu mặc. Em có đen hồng nữa mà hồng này đợt của nó, đợt trước cái hồng của nó ra hồng dâu, còn đợt này của nó ra hồng vô rất là đẹp luôn mà. Ở đây thấy chẳng còn cái áo nào nữa. Anh Trần đen trắng. Kem còn cây nữa đó.
Đen trắng em có chưa? Đen trắng. Đen trắng em có khúc 3m6 các chị. Mai Nga đen trắng. Chất vải nó mỏng hơn này, nó mịn hơn này và nó mát hơn rất là nhiều so với hồi trước nhiều lắm các chị. Thực sự luôn á, chứ không phải là vì em bán mà em ca tụng nó lên trời lên mây lên gió đâu. Cái màu này này đưa đây cho cô thì nó. Ờ cái đó thì còn một màu nữa. Ngày mai cái phần mà trùng thì cho cái cắt đi, thì có những cái mẫu mà nó đang là hot nó hết hàng á. Tụi mày không chịu cắt tụi mày để đó. Trong khi đấy cô Dung nó đen trắng đây là biết rồi. Cái mẫu đó hình như đó là cô hốt hết luôn rồi bạn. Đen trắng em có khúc 36 nha các chị nha. Mẫu này là nó có thêm màu xăm nữa mà hình như là hết được trước hết màu xăm cho nó cũng không cắt luôn. Cái mẫu này em có thêm màu xăm nữa. Tối cô về cô gửi mấy cái mẫu đó cho ngày mai cho chị. Em có cả những cái hoa mà nó lớn như vậy này, em chủ yếu em mua về để mùa này bán mùa hè. Ít nhất cũng phải có vài cái hoa lớn, vì chuyên năm nay hoa lớn đẹp lắm. Giá 100 nghìn một áo nha các chị ơi. Màu hồng đen đẹp lắm chị. Còn nếu mà bảng màu nó có 6 màu thì em có đủ màu, chẳng thiếu màu gì hết. Có điều là đợt trước bán rồi cho nên là đợt này không bán nữa thôi. Chứ nhà vẫn còn nè, em có này, đen đỏ này, đen vàng, đen xanh, đen vàng, đen trắng, đen hồng. Rồi màu gì nữa không nhớ luôn. Đen vàng không còn thấy nào. Bây giờ còn thì dính sao? A251 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A251 cho em. Giá là 100 ngàn một áo các chị ơi. Nó có full bảng là 4-6 màu lận ấy. Nhưng mà cái hồng đen á là em không thích rồi đó. Nên chỉ có lấy đen hồng và đen trắng thôi. Còn đợt trước cách đây mấy ngày là em bán đen xanh với lại đen vàng với đen đỏ đúng không? Là 5 màu là tổng là 6 đó. A251 nha các chị nha. Vậy chứ bây giờ vẫn còn rớ vào cái đồng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thử xem đi, xác định luôn nha. Vẫn còn chịu mấy cái chẳng bớt đồng xu. Giá 100 ngàn một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt A251 cho em. Nhé mà mình bán phải mà mình không bao giờ bị mất giá như vậy nhỉ. Đến thì Mai Nga A251. Chị nào lấy thì các chị chốt A251 cho em. Phúc Thảo A251, Kim Dung hai áo A251. A251 em có một khúc 2,5 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt A251 cho em. Giá 100 ngàn một áo. Và có độ khô dán 4 chiều không cần phải lo. Tiếp được có như là ca cải lương hát tuồng á trời. Thanh Thanh Nguyễn Thị A251. Rosie Nguyễn A251. Em bán một mẫu này nữa cho các chị rồi em nghỉ nha các chị ơi. Vẫn còn năng lượng chèn chè chứ. Ông ăn thì thôi, ỏi như là ỏi phòng ở vòng mũi luôn. Lê Ngọc A251. Mẫu này là các chị. Mình có một gì. Vài áo mẫu mặc giá 180 cho chị. Em có xanh đen. Với lại màu da, em có hai màu nữa các chị ơi. Mình còn ngủ ra sao mà mình ngồi mà cấm tùng thì nó nhỏ. Tôi thấy hình như là lúc mà mệt ấy thì cứ bảo trời ơi mệt quá. Mà tôi chưa bao giờ thấy bất cứ một ai cầm tiền nhiều mà bảo trời ơi cầm tiền nhiều quá thôi không cần nữa đâu. Tôi chưa thể thấy trên đời này ai chê. Hoặc là trời ơi hãng này đó họ làm được quá trời, làm được quá họ lương hơi bị cao luôn mang về bỏ két sắt. Sao mà nặng quá thôi chị ơi, thôi chị cầm đỡ dùm em nữa đi. Không thấy đứa nào nói gì hết đó trời.
Mẫu này em có hai màu nha, em có xanh đen và màu da các chị ơi. Chị nào lấy màu nào thì chốt cho em. Đây là xanh đen nha. Và đây là màu da, giá 100 ngàn một áo. Để đấy đi, nó tự ve nó lấy đi. Hai đứa này nó ngồi từ nãy giờ rồi, cô cháu mình đứng từ nãy giờ rồi. Cho nó tự ve nó lấy đi, không lấy nữa, tự ra lấy. Em có hai màu nha, xanh đen và da, giá 100 ngàn. Chị nào lấy thì các chị chốt xanh đen và da cho em các chị ơi. Em cũng đứng hết nổi luôn. Nguyễn Thanh Huyền da. Giờ tụi mày về, tụi mày tắm cái một phô phắn lên trên giường rồi, ta nói. Còn mình vẫn còn đang Rosie Nguyễn đen, xanh đen và da. Gọi là gì nhỉ? Lê Thủy xanh đen, Ngọc Như da. Vẫn còn Nguyễn Nhung A 251. Lê Thủy da, Như Quỳnh da. Da Như em... Nguyễn phải áo mẫu mặc. Các chị ơi, da em có 2 Như Dung da. Da yeah, là em có 2 khúc 2 mét rưỡi. Chị nào lấy da yeah thì các chị Uyên chốt 2 mét rưỡi cho em. Ceramic da. Quang Khánh da. Yến Đoàn da. Dương Vũ A 251. Dạ em có 2 khúc 2 mét rưỡi đó các chị ơi. Ceramic xanh đen 3 áo. Kim Hoa da. Rồi còn chị nào lấy màu gì nữa không? Lấy màu gì nữa em nghỉ nha. Hẹn gặp lại các chị ngày mai nha các chị ơi. Có lại các chị ngày mai nhé. Mai nhân viên nhà em sẽ liên hệ chốt đơn hàng cho các chị nhé. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúc ngủ ngon. Hẹn gặp lại. Kim Lê da 2 mét rồi. Có đến 2 khúc 2 mét rồi các bạn. Kim Trung Phạm da. Chân dài ơi tự xử đi. Nguyễn Thanh Huyền một áo đen trắng. Lắm rồi. Còn là trong đấy, ở dưới trắng quá, dưới. Đó, đây nè, dưới. Đấy, ừ.